ហែច្រើនរាត្រីចានរាត្រីទីប៉ុន្មានទៀត27ណា27យប់ប៉ុណាសួរភ្លាមឆ្លើយភ្លាមមករាប់រហូតចារកផ្សេងក្នុងដាក់ហ្នឹងអូកណាទៀតណងនៅក្នុងកាលាគ្រានេះក៏កណាប់កូនចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចាំបានឱកាសជួបជុំគ្នាកោសលាសោបសម្បទាចាកណាប់ដល់ព្រមដោយការពេញនៅបណ្ឌកសលណាប្រតិក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុផ្សេងផ្សេងសរុបមកគឺទានសិលភាវនាណាក្នុងការសិក្សាសន្តានវធនេះចូលនៅក្នុងភាវនាមយៈបណ្ឌទាំងបណ្ឌសម្រេចដោយភាវនាក៏ណាហ្នឹងហើយយើងចម្រើនផ្លូវចិត្តព្រោះណាកាលណាបើកើតទុកផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងគឺដូចថាបើប្រឡងវិញធ្លាក់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ជ័យពីរឿងយើងផ្លាត់ផ្លាតអីដួលអីយ៉ាងម៉េចយើងក្រោកទៅទីទៀតចឹងទៅហើយក៏ជាទីតាំងនៃសតិរលឹកកណាមានការកំណត់ដឹងទៅលើសភាវៈនោះទោះជាសភាវៈអីក៏នៅតែអ្នកអត្តាចឹងប្រហែលថាយើងអបរំសតិរលឹករឿយរឿយចឹងសិក្សាសង្កេតពិនិត្យលក្ខណៈនៃសភាវៈហ្នឹងហើយយើងមានឱកាសក្នុងពុទ្ធសាសនាបានពធហ្នឹងរំលឹកអំពីការកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈជាបរមត្ថក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺវាមានបច្ចត្តលក្ខណៈហ្នឹងនៃទួសភាវៈនឹងឯងចឹងគឺកាលណាបើសតិរលឹកដឹងបានគឺបានន័យថាបរមត្តធម៌ហ្នឹងបានប្រកាសលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺបរមត្តធម៌ប្រកាសលក្ខណៈអ្នកអត្តានៅពេលដែលបរមត្តប្រកាសលក្ខណៈឲ្យដឹងថាអ្នកអត្តាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានសតិរលឹកហ៎ហើយហាមឃាត់នៅតណ្ហាយើងមើលលក្ខណៈរបស់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងហាមឃាត់នៅតណ្ហាទេហ្នឹងហើយអត់ត្រូវការអារម្មណ៍ដតីសភាវៈដតីអត់ត្រូវការទេក្នុងគណៈហ្នឹងវាតតៀងកៀបបហានៈទេមិនមែនសមុឆេទេណាតែឲ្យយើងសង្កេតលក្ខណៈអំពីកុសលធម៌ហ្នឹងកុសលធម៌ស្អីក៏អត់មានតណ្ហាកើតរួមជាមួយទេប៉ុន្តែវាប្រកាសនៅកិច្ចរបស់កុសលនៅដូចថាទេអញ្ចឹងទៅលះដីកំណាញ់អញ្ចឹងទៅមានទេយវត្ថុមានបដិគិអកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅណាសាលធ្នាក់សិលអីអីតែដល់មកកុសលធ្នាក់តេបឋានគឺជាកុសលដែលហាមឃាត់សកាយៈទិដ្ឋិហាមឃាត់តណ្ហាហ្នឹងមានលក្ខណៈដែលឲ្យយើងដឹងថាវាអត់មានរោសភាវៈដតីអីមកធ្វើជាយើងជារបស់យើងទេណាឲ្យតែសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រកាសលក្ខណៈជាបរមត្តធម៌ណាមែនអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងជាតួសតិណសតិប្បដ្ឋាហ្នឹងចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងទៅតាមការសន្សំការអប់រំរៀងៗព្រះអង្គរៀងៗខ្លួនចឹង
chẳng sùng bay sập hiệp này chặt ấy để cát lang cả đời công bị nhập khla rứ thả nâng khla chứ rồi thả nâng phây cài lô bình tĩnh tiệt rứ có bề ni bề nu ấy nâng cả chia rương ra ấy sập hiệp về ấy và mạch nâng cả đời cứ thả cầm khán cứ nơi trăng để tha ba triệu bòn nâng ấy bàn prakat sầm ra bột bò sạt dương nâng sầm một tê chê tê nâng rứ còn sầm một tê chê ni nâng cứ tha a hiền thì hiền rồi lực đằng rồi phê vệ để cầm bông miên cầm bông prakat nâng tôi chia rồi phê vệ ấy cả đời cứ sạt tê chê ti tăng này ca rồi lực bàn từng ó ấy sự phê vệ nâng cho cả na miền sự tệ rồi lực đắng miền bản nhà chậm ra lan cầm nọt đắng cứ nơi tận nẻ ạt ta chẳng miền chi ạt ta chẳng sự phê vệ ấy có dân mình khai đây đó vì pro về tới chỉ ban ca chậm ra bản nhà từ bên còn nào nâng ảnh đào từ ạt khai về tới chỉ chậm ra bản nhà chấm bùi khné nâng ở vậy để cầm bông men cầm bông và cọt nâng ao tè và cọt chè bò mặt mình men dớ chấm cái ở trăm ba dân tiêm tia rồi phê vẹt rồi tê trời cài thì rồi chè sọc nâng tốc tham mà đá dân khai tốc hơi sờ lạnh sọc rồi nâng ảnh văn thế sầm khán nơi không sẽ tập thán mặt mà bà đệ bà tía còn nào nâng ảnh cứ mình áp vị trí mình tô mình nọ nâng để phục vụ ăn sầm đài màu trắng á nâng ảnh trắng về men chỉ riêng để dân tìm ti trời ca sực đây sọc khai tục khai đòi nát này cà phê khai chỉ tục thèm vì lời tục nâng tiệt thế sực đây tục men cà sao giờ rầm men tục tô mình nọ men phần tế có nơi để chuyển địa ạt tà chẳng nâng ảnh ơi để ban đăng thà chỉ bò ra mặt là thú ơi để mình men dướng cứ ăn chầm bạch bạch thà chỉ đây sọc nâng thề nâng ảnh ăn miên rùa sọc nâng vô mà thơ luôn dướng kia là bò dướng thề cứ cà mình chắp và cắn rồi phê vẽ đây cũng bung và cọt nâng ảnh nâng à sang lại răng à sang cọc bằng đó cứ bà thua bình vô thà mình miên nơi sạc cà dạ thật thề nâng ảnh nâng nông ca chim ran đi pa sơn na đợt miền sơ ca dạ tiệt thế chạp bậc căn sơ phê vệ đây cũng bung và cọt nâng nào nâng ban à sang hệ răng nâng à sang cọc bằng nâng mình rồi xe mà xa mình cầm ra nâng cứ ban đây cho mình miền sơ ca dạ tiệt thế ấy chỉ chmua ni pên cả ban đây nông ca chim ran pa sơn ma bát nâng vì pro à sang ngày răng sang cọp băng tăng vật khí mà nụ pru ở dê nè nâng ảnh cho nó nâng ca ở rung cho mà ra nâng bà chìa vipassana à sang hệ răng à sang cọp băng nâng cứ mình miên sở ca dạ thực thể thì ấy bà thà mà nụ pru ở dê nâng chìa pha ra mà bắt à sang ngày răng à sang cọp băng nâng chìa bình đi bền nâng ảnh chẳng nơi khăn ông ca đại dân sắc xa bì sẽ đập thán cứ dân rồi lực đăng sự phê vệ đây cũng bùng miền bùng và cất khúc sự phê vệ tôi chỉ ru và đói niệm và đói niệm nâng chia cổ xó ăn ở xó chia kẹt chia sóc chia tục lục hệ tu sạ mồ hạ rứ có prasicha lục hệ tu sạ mồ hạ cả đời tâm khánh cứ thà chia bỏ ra mắt mình men chia tu luôn dương dân ở miền chầm bạch trời ca sự phê vệ ấy đã tế vô mà thôi chỉ dương chia ra bỏ dương nghề ai thì mình men chia dương thì phê vệ ấy cả đau vậy nó ngán cứ ca mình chập mình và cắm nó dân khơi nhà dân khơi thì tập thà nó miền từ đại từ ruột cá rụm luật tâm hả cứ bàn đây thà pleasure từ bên này bên này và ông tâm đại chập đam tâm bồn nâng cứ chỉ pleasure tâm bay sầm rách ở đây giờ mẹ chỉ lâu có tơ rách hơi nâng tâm bay bàn chuyện cho ba nơi bên này bên dân khơi bên này bên nó cứ vượt từ ruột ca rồi luật tâm hà nâng ảnh tôi sao là thua nâng ai ao chấm rách ở đây giờ mẹ ba còn nè
cứ khâu phi của sao là tây nữa của sao là tây ăn miên mà đằng bò là mặt chẳng thể ăn đằng bò là mặt tôi chỉ miên bò là mặt chỉ rắm cái đó vấn đề mình miên chia của sao mà đằng bò là mặt chỉ nên ăn ta và vật tư đầm bay lia sạc cả dạ thực thể mình miên chia của sao đau chấm buộc nông cả liên nơi thực thể tâm há thì chỉ cô sao thua tiền sa sa mà thả ấy nó cứ tha miền ca liệt bằng nơi ạ của sao nó cứ đầy lai tam phanai nâng còn là nâng ngày dân khơi cô sao là thua nó đầy lai sa mà thả có ao ngọc rồi ngọc ni và nạ tới ăn miền mà đằng liệt thật nạ này bỏ ra mặt nè ạt ta ấy tự tam ru bờ thua nè bờ thua sai bờ chạy cả làng ấy năng tự tề đi bát sơn á chưa có sao đầy lai nông ca để đăng cho bà ấy miền ca chấm ra anh làng rất để cho bà làng tự tề năng cứ có sao năng chẳng còn là chẳng dân khơi có sao là thua năng miền đẻ nạ để phật bảo sạt dân khơi thả nó bê để đăng cho bà bỏ ra mặt thua nâng sẽ phê vẹt thua nâng hãy bột bò sạch dân tiên mơ nơi bê lệ đăng bỏ ra mặt thua nâng ao cho mình mênh dương hãy ọt miên rô sẽ phê vẹt ấy đợt tây màu thôi chì dương rư chì rồi bỏ dương đầm bay dương chì mà chắc nơi nông lột ní dương miên cà khơi dương miên cà lư ấy cứ ọt tề tục ai cà khơi tại anh chẳng đó chì bỏ ra mặt phương tiên sẽ nạc cách tới cà lư tại anh tới thơ xạ và nạc cách tới nâng ảnh chẳng chẳng cứ về ạc miên luôn dương chìa mà chả nơi khăn ông lột nì chìa nẹ miên ấy ấy tờ tề hay tìm toát mớ à đè luôn dương chìa mà chả miên ấy gật đôi bần tế và ông su bị khẩu chẳng lai ấy khăn ông à lạc cà tù mạng sốt nâng à tật thệ nâng á ạc tạ viên tù ba tiên sạc cà dựa tật thệ nâng á để bộ quần na bàn hơi nơi ở tịch hệ nâng á miền hơi chăng á mình sau mình sặc sùa nâng á ta miền đại được tề vì khẩu tu vợ ông tha ở miền tề vợ ông vợ ông có trường tra rồi tha cốt cái ruột khởi nè rồi ở tịch hệ này say nâng ắt tạ việt tụ ba tiền na để bộ quần và căn hơi miền tịch hệ nâng hơi hay mình sau mình sặc sùa cứ ở tề nâng ảnh chăng chẳng khăn ông ả lạc cà tù mạ sốt nâng cư vợ ông truông đầy đầy bật đầy bật đầy đầm bầy liệt bóng nơi tịch thệ tâm hà miệng nè đầy tăng nơi khăn ông thần nạc xmai nâng tịch thệ nâng ông khăn á vì bờ đòi mù là hết ả ra tập vị khọ miệng bọc bẹp ra trên đệ xâm lạp thamạt nâng lâu bật căn tịch thệ rồi thà miệng tịch thệ vị bạc sẵn tịch thệ vị bạc còn là chẳng dân sắc xa nơi khăn ông sốt nâng là cật tu của mạng sốt từng mù nâng cứ ta khơi vợ ông xâm thanh đời cha ơn ạch tình đi làm xa nông ca liệt băng được tịch thể văn tá và bật tư đâm bay bệ hạ hạt nâng anh chân vợ vợ ông trung và ca xâm thanh mình vô cùng bùl phát trâm tè sao ta bạch tử mẹ sao ta bạch phát tê chân còn nào vợ ông xâm thanh mau khăn chồng đó là bệ hạ hòn để thả đôi chia sẻ buộc chả để đạch đa ấy, ấy chẳng hết á nâng cứ nông dịch đây để thả vì khâu nơi nông và sát sân à ní để đôi chia sẻ buộc chả để đạch đa cái nông tí ní cứ miền ca phục vật tư mình riêng rồi nơi nông và thua bởi vì ní nâng ảnh thì thả trời hai chánh nông lấy nâng chẳng đôi bị khâu môn prapra chỉ có bằng sâu lấy bàn sầm buốt lại na cha thôi ấy chẳng tới hai chào tới vô tới lại là ó đó nâng cứ nông chỉ cái đây để tha đôi chỉ sầm buốt cha để đặt ta nâng cứ bị khâu để mình phổ biến tới nông vật thua bởi vì này nâng cứ tới nằm chành bị sòng nâng chẳng còn là chẳng cứ vợ ông truông vợ ca sầm đai bị bẹ ra hoan hô hai mà đó
tham miên xa đây sát thiên xa đây hãy sùng bay cò liền và thoại chuẩn để ban nơi bị pa sơn na hàng đào mía nâng ảnh nâng co cầu chỉ ở chỉ vật tư từ căn sát thàn su nâng để bệ hạ tá bình chứa làm pi ca để ban đăng niệm mà rúp rùm từ đại bạch chạy nâng để thả chỉ chỗ lạ sao ta ban nâng chẳng á cứ cổ sao là thua nâng để bột bỏ sát dương trăng trai sắc xa xăm cho đi ấy bán tràn cho nè nơi nông ca chấm ra nơi sẽ tập thà nâng nâng ngày cho nâng ngày bàn chụp chùm bột bò sạt ấy chẳng tới cứ bánh hà đợt tây chia tham ở đa thế cho nâng ngày miền ca để sắc xa về đi hay nâng à cả vô đăng dân nâng ban chấm ran lên từ tia tới nâng ảnh tay ô cà phê về ly bột bò sát rồi bằng làm thiền để chỉ làm nâng cứ cho chật đạp cho chật xạ su nơi không thua bạn thì bạn nâng gật và cả luôn còn chẳng hết đó còn là chẳng sống ở bột bò sát dân bàn sắc xa thì chuyện thì chung tới nơi nông tham mê sọ nịch chăng anu tham mà cha đây nè vì bà sơn na đây rất tới nông tham thiệt ai vậy tận nạn nâng chân nâng anh ta rupa ram nâng giảm mấy sát tia ram dân lư sâu lục tung cô ấy chẳng tới ta sầm lên cô nâng á nâng ảnh đại dân đăng thà lục tung score nâng hay nâng sầm lên để pa nâng thì chia nâng hay là ca để đăng nâng chạy kia giảm mệt chẳng tới nâng ảnh sầm lên miền tây sầm lên để pa nâng thì chia nâng để phần nâng thế nâng ảnh để ca để dân đăng thà chia sầm lên score nâng cứ mình ôn phê vì thầy nâng ảnh tụm lên cái a à, chơ chu chơ khọc ra ấy ấy nâng cứ tha về miền tây sầm lên về ở miền say cầu vì nâng đôi dân đăng ra sầm lên cái a à, chơ sầm lên ruột yon sầm lên yon ho ấy ấy nâng cứ đời xa mà nô thuê vì thầy tu sầm lên nâng là to khi chẳng nào hay có cằn vô ạt ạt nó cứ đàn đây tha ạt thạ kia nạ mà nô thuê rồi thầy nó về miền ạt thạ bảnh nhạt màu chìa rom tập đi đăng mùa ấy ấy chẳng hết niệm mẹ kia nạ nó ngày đôi nhẹ đôi tay dây gặp cá chu chẳng hạn mấy cá nó về pa nâng sầm lên nhá nè sầm lên về pa nâng thì chìa nâng cá nâng nâng ảnh hay chụp mùi tiệt chẳng á hay à mà nô phê rồi bị thấy thế để bột cà chụp sầm lên nâng cho kia tới tớ đằng đằng thập cà chụp nâng giờ mấy ở nâng hà niệm mẹ kia nặng nô phê rồi bị thấy đằng múa ấy ban mà đằng xịt ở đây cà chụp nó cà mệt ấy mệt chẳng thể nó cứ chỉ vật pro đây chăm ngày nó ở tê ho chăng cứ về miền tệ vì thấy chết nâng đây ở miền chi bà sọ bà xịt cà ấy dường thế ăn miếng bò rót sợi dây của họ bắp bị chết thế, giờ mơ tới đăng mà hộp ấy nó cứ sát để chạm họ thuê để bị thay cả lá, thuê tiền sự nặng cách nẹt ạt tà nó bà sợi tệ rồi lực đăng bán đó chứ, nặng ảnh mà nô thuê để bị thấy đăng mà hộp ấy nặng nẹt ạt tà thì nặng ảnh thuê cách đăng rương đăng bản nhạt nặng chẳng tệ, ao ý tệ cho bà lang chứ. Vì bà sân ná cứ thật chấp bạc lãng chấp bạc lãng vì mấy năm tới mấy năm thả chẳng ra cũng ơi vì mấy ngày tới mấy ngày ấy tạm dập hiệp bật bỏ sạp dưỡng á nâng nế ạp ta nó về bật gọt chấp bạc lãng về khóc vì ca để dưỡng nực nâng mên mên nực kê chẳng vô bà nhà để bàn đăng nó về khóc vì nực thả ca lãng chế tu đăng chẳng mòn chẳng chế tu nhiên đăng nâng ảnh xong bây cất ở đôi đăng nó có cất ở bàn đây nâng ảnh cất
tam thì dân sập mau đắng á về về ắt bà con đôi nhiên đắng thế nhiên để đắng cứ nơi bề là nhiên đắng cao lắm cứ thà cất cất ắt đôi vậy cất vừa à ca để chập vô à à ca chập ba đắng á cứ cất mấy cái ắt đôi nhiên này chẳng bao giờ tới chia sập tam dạ bà nhà tới chân tam dạ bà nhà tới phiền vấn đề dạ bà nhà tới năng ảnh chạy bản nhà cả đằng năm sinh khi năng ảnh bên bên tề chỉ ca đồng ba ấy chẳng hay năng ảnh tại tha kịch ca nghe năng tầm khăn na miền tây nông ở cà phê về đi năng ảnh chẳng khu bóng cất tại anh tề đồng lực năng ảnh tha cầm ao dừa ca nực cất ấy năng mau tham mền khluôn ấy năng á năng ảnh năng cứ cái anh lâu dương chỉ làm chẳng bị vừa bột bò sạch dưỡng việt miền để rươi rươi màu chẳng là đập bụp bập lắm cứ thở đôi Oscar dựa từ thay hai chẳng đập vô là bốn á tiền việt lập để viêm đăng anata nó giảm mấy chứ na đó tại ban đăng tam rồi dựa đập nó vừa và nắng vừa Oscar vô là vô là tam sẽ đập nó á nâng ảnh vận tải đó tới rươi rươi tới khơi nhà sập hiệp này trên thể năng về nơi miền cả làng chẳng chẳng cứ trời ọp rôm nhiên đăng lẽ nạ này bò rập mặt thua năng năng ảnh chẳng bàn mình chỉ làm tới nơi ca để dân sẽ đạp kịch dùl nô năng ảnh chẳng bột bò sạch dân bàn sẽ đạp đôi chìa riêng ra hay nơi nông khả kệ vi sa là sốt rồi nè cứ nẹt chát rồi nè vô rương ra không chỉ vết ba nhà ha nè kroka nè rương mình đỏ nắng mau chiều cả cái nè bàn sang một nua đôi chi bởi vì chi ông ti mùi chẳng ạ rương ra chi mùi ở mát rồi hốt tư nè chi mùi nâng bởi kia mai xây tờ tiệt ai rương dương nước nam đây ai khnông lục này nọ nương ảnh cặp sầm lạp kia rư cọ đợt râu chặt sầm đan luôn anh đòi cà chặt nén cà phải chăn ai ai nương vận tải tre tre chiếc và ông bài tới chiếc bàn ốc cà thang phục nu hay nương bàn nữ phải chơi cặp bồ thì nhiên nâng cứ dân đắng ấy tiệt tuông là thìn hà ba mấy bàn tầm rạch bị chê cái bồ rình nhiên vận tế dân sắc xá vua chia đầm nà ở thúa trăng để thả về mến rương nâng trâu tè à cọ mà đại dân tè tê chẳng còn nè về ai tới chia rương để phơ ở dân miền tầm bùa chỉ vật thầm mây mùi tiết là ó lực môn tờ tiệt mến mến trăm tè thả vì ắt miền à vậy à cọ thế về thèm tiền thà là o hết là o lực môn từ tiết này vận tế nâng hai bàn nhà tục sau ấy đôi chia bọc cua chia ti giờ lạnh bạch bằng gì vật ấy mau không rương ti pi nè nâng ảnh dưỡng chặt tục thà chỉ ca prot pra rương mình là o hay vận tế thôi ai vào ăn bàn ok vì cha rồi na dịch đây sau nâng cao mau miền bộ chiết chẳng tới cái đất ban nơi bị chê cái bồ thì nhiên chẳng ban tha về tùy khné pi bộc quân đại phẩm mà sôm bay ban ọc ca là o hai toàn bộ put nâng ngày ban châu căn bộ phu hai cái bài là vì khổ chê đam chẳng tới sôn nát khát tới lịch chỉ vì chẳng tới rứ có đôi chỉ phải tê và toàn ấy cao ca là cả vì khổ ấy chẳng mơ mơ ban ọc ca là o hai vận tải đòi nai chỉ đây bảo mật nâng ảnh cho nó về tới chia kêu ca từ bên tới nâng ảnh mà mới về mình tha riêng là o hay dân chơi thể ban là o nè về tới chia kỷ niệm đây của buôn khnông chia rìa về rằng từ ban làm rách bây giờ hát ban là na kia đây buôn nâng mà ok ở cả là o men tên đó và thà sầm bát lô cấy còn trọp sầm bát chia sẻ thầy tới phần tái đau chỉ đây bảo mạt đó tới chia o tiếng sầm bát có khó mẹ phạ lôi cả nó tiếng sầm bát lô cọt tơ rạ sôn tơ tê tới tầng o
vì miền ăn từ hai chẳng thể đòi nát nấy gì đây phẩm mạt nâng sai cục ba phẩm mệt nâng ăn từ hai ba phẩm mệt nâng là được nâng này còn nè cái này miền ở ca là ó bên đây tới chưa thôi luôn ai ở cửa thân ạ chẳng thể ai miền là na chui bàn mà mở tầm khán cái ca để miền sơn tệ xăm với chị nhẹ nhẹ rồi lấp chui luôn ai nâng chẳng chẳng phụt bò sạt dương rồi nơi cứ thà ai tới cầm nắp đăng sập phê vẹt thua tới tam chỉ cái đây bết cầm chặt bong bán nơi à, ca chặt vô đào chỉ cái đây nát na đại lộ phe nâng hơi có lia không cần nạ để miền tây bắc thà nâng lia à, ca phây khai tọt slot rư cả ca bắt tụ nâng nâng ai chẳng cướp sự phê vẹt từng oh vật khát ao bồm chết ao chầm ra anh láng hiên tự tu nơi cướp sự phê vẹt tái sự phê vẹt nốt prakat chiến nét ata ta nơi bé là miền bị pas na cả là chẳng sự phê vẹt ấy có bàn đại chẳng cầm ao chết để ruột kích vì sự đây tục nâng đau ạ vị trí nâng ấy đầm bay rui thoát cha tục to đây cầm nát đầm tục sọt tục nâng prakat chiến nét ata ta mau bán rồi luật tần hà tờ bàn mình chập mình vật cắn cứ chỉ cả đại cho chẳng cùng ai luật kịch bây giờ đây tục tiền tiền ạ vị chi nâng mục đề bưng tần hà hơi vài anh rồi đây sọc chuyện đi sẽ nọc sưu ấy ấy chẳng tờ bên tờ chẳng nâng ảnh cứ thà riêng riêng tờ tu cực rất tờ ca nây chỉ vật đại châu mà đó lắm nâng ảnh chẳng đôi chiếc này bị bà cầm ấy ấy trong ốc nâng tôi chỉ dòng mít ai thì dân miền cũng lăng cổ xó lắm cũng lăng sơ cũng lăng sơ mà thị nâng cứ thờ chui lời chật nâng dân dân mình khá chìm vô ốp sát mau bị dân miền tì bưng lời chật khẳng khá nóng á chẳng bưng cổ xó là thua nâng ạ nâng ạ nơi nông cầm nát chìm mà nụ khói cổ xó là thua rồi bà dân mình bị nè mình sạp sâu nâng chẳng dân tự tu nơi rương nông dị vật nâng ảnh rương đè nông lột nâng xanh là mọt thầm mình là ó bành tay về tới chìa rương là ó xâm rạp dân tự vinh nâng ảnh đòi miền tệ miền bà nhà tự tu nâng ảnh chẳng vây vây châu mà đo dị vật bà dân mình châu xâm rạp ở dân xóa bê mình châu mà đo dị vật bà dân xâm rạp ở dân và tu to hê mình châu mà ao dân thấy gì châu mà ao sắc xa châu mà ao cầm nọt đằng dân tự tu bàn chân chân rồi nè chân cụ bon cò chơi mà hay được cụ hầm mì chạy con cha muốn đó rồi nè đại bàn rùm tận thân địa và thua rồi chia tham mà sập bay ran đây sập ngập lời chật rồi nòng thua bạn thì bạt rồi tới đầm bay chìm ran rồi nòng bà cầm mà than, ở bà rùm chất nông quả xa nở ở đây trên sông ạ nông mô tình yê Đó sông ở bà côn bò lô cổ chết chát nông sông ạ nhàn cả phai bông côm nông mà xa ca xa chết thamay mà đo tiên vì bà lúc mà đo ngay là chụp chụp nếu mà đo tiên nè đại dân đây cổ rộp bò côn bà trai rõt nông sông cả phai bông côn nông mà xa ca nông chá cổ bóng tăng hò chết tì cổ rộp xa ca rạ miền bà mạ thê rạ đi hà một tao cho lại bệ thầm mô chết đam thì chết bị say cứ lộn cha bệ bây giờ bị cho tao đã răng phải nong cả sập sai bệ thầm mất tiền hoặc cả này là này có chia ra tay trong cào thay tết nâng trong cào sai có giờ mình ban sẵn tận đi khan sai có ớt ngày phút nâng có ớt ngày phò có ớt đây sẵn tận đi thay sọc nâng cứ sẵn tận đi bệ thua mình to sọc sai cả tết chẳng tới nâng sông cát vai mục cung đại sư đại cơ rộp bồ lạc rô kẹp mệnh đệt chế mệnh cha sông cát vai mục cung bồ lạc rô thăm mệnh đệt sông cơ rộp bồ lạc rô thăm mệnh cha hai dùm ra lạc rô thăm mệnh cha em ra ya lạc rô thăm mệnh cha bằng làm thiên bằng lạc rô sa bà tà nạ chế đam nhận nhận nhau bột bò sát tăng o thiên sáng sức đây nè chế đạt la rì rì nâng sông ạ nà mô tà nê nơi sức đây là o răng prai phía diêm Rathavriyo Paramattapattaya người ta đoàn nơi bệnh nịp biên bà rạm ánh đã xa kẹp chìa diêm nâng anh Lý nà chất tao chân tư cứ thà mình chìa lạc ôm mình ruộng rì Cô xây tạ vật vật tây cứ thà mình chìa lạc ôm mình ruộng rì thiệt phò
chẳng tôi là hạn nick cả mau người ta một mòm là gần tham mà bà lù và bàn nào nó người ta miền cầm lang cai cầm lang prà nhà nó mà ê cao chả đây khả kệ vì sao nó cà pao nâng cơ trời tệ prang prai chìa diêm nâng ai chẳng nó cả nít cơ sôm hạn nhà đầm bây bà nó cả chlai nơi bà nhà bọn bà sọ khai yên cơ bàn từ bình nít mơ hay bình tay có thọp riêng hay đấy lực rô bọn riêng tăng bì cài กายปรัมมะกายบุญกายปรัมมะนะในក្នុងมกุลปัญญัติปุพพีนะครับนะปัญญัติปุพพีนะคือแม่นประสมต้มแม่นมกุลปัญญัติในក្នុងธรรมสังคณัยนะตุกะเมติกานะตุกะเมติกาเหตุโตธรรมเมนเหตุโตธรรมเมนั้นนะรหดต่อมาต่อมาเมนรหดดอลเตอร์ 13ตุกะนะได้บ้านทรัพย์ศึกษามาให้นั้นจังในครั้งนี้ก็มีสำนวนเนี่ยสำนวนខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឧបាសកខាវអៀងប្រធានអាចារ្យលោកវិលនឹងឲ្យជាសូមគោរពហើយក៏ជាសិស្សគួនរៀនយូរណាក៏អៀងនឹងសូមគោរពជម្រាបសួរសំនួរមួយកន្លែងដែលមាននៅក្នុងបត្រៃបិដក ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាម្ដាយថានឹងភាសាខ្មែរនេះក៏បានយល់បាលីមកទេពួកធោប្រកបដោយចិត្តតើដោយមិនដេចពួកធោប្រះចាក់ចិត្តតើដោយមិនដេចពួកធោច្រឡោកច្រឡំដោយចិត្តតើដោយមិនដេចពួកធោមិនច្រឡោកច្រឡំដោយចិត្តតើដោយមិនដេចហ្នឹងអស់មកគូមកគូទៅដែរក៏ដាក់មកតបីវាខ្ញុំថែមមួយទៀតទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាដោយយើងធ្លាប់សិក្សាមកចិត្តសមុទ្រ จิตตสัมปยุตตาธัมเมจิตตวิปปยุตตาธัมเมจิตตสังสัทธาธัมเมจิตตวิสังสัทธาธัมเมจิตตสมุทฐานาธัมเมโนจิตตสมุทฐานาธัมเมเอสหปุโนธัมเมนั้นคือทําต่อบรรดามาคือถ้าในក្នុងในนี้คือมันบะปัญญลไอ้ก็ถ้าอภิธรรมนี่เรียนก็ถ้าเอาไว้ទៅในประกอบជាមួយចិត្តเนาะในสัมปยุตជាមួយចិត្តนั้นเอาไว้ជាสัมปยุตជាមួយចិត្តเวอาจมีไอ้ក្រៅពីចេតសិកហ្នឹងទេណាបងអៀង เจตสักนั้นมันตายขนมเบ็ดแล้วลูกได้สัญญาคันสังขารสัญญาคันเวทนาคันสัญญาคันสังขารคันแล้วก็คือเจตสักห้าสิบปีหนึ่งเองก็ปาเตนิโรเทจะเอกาลัมปนะวัตถุกาเจตายุตตาทวิปัญญาสะธรรมเมียเจตสิกาเมตตาธรรมเจตเอนะได้เมียนกาการปรมจมูกหนึ่งเจ็ดเราลดปรมจมูกหนึ่งเจ็ดเมียนตีอาศัยจมูกหนึ่งเจ็ดเมียนอารามจมูกหนึ่งเจ็ดธรรมเจตโนเมียนจมูกห้าสิบปีคือให้แต่เจตสักจังคือเจตสักไอ้ได้ประกอบปรมในสัมปยุต ហើយដល់វិបយុទ្ធវិញចិត្តវិបយុទ្ធតាធម្មានឹងគឺធូរទាំងឡាយដែលប្រះចាក់ចិត្តនឹងវាអត់មានអីគឺរូបវាអត់មានកើតជាមួយនឹងចិត្តទេវាមានសัมปยุทธ์ទេហើយព្រះនិព្វានអត់សัมปยุทธ์ជាមួយចិត្តទេយកតែបរមត្ថបុទាំងមកទេអញ្ចឹងរូបទាំងអស់និងព្រះនិព្វាននឹងគឺថាចិត្តវិបយុទ្ធតាធម្មាគឺថាប្រះចាក់ចិត្តមិនប្រកបជាមួយចិត្តហើយដល់ពួកក្រុមទី2នេះគឺចិត្តសង្សัทธาធម្មាគឺវាចលោកចលំចលោកចលំក៏ដូចជាសัมปยุทธ์ដូចគ្
ปียนนั่งไอ้บัสันจะจัดตัดสมุทฐานาทำไม่อะนั่งบานเมียนวันในจานุ่งเองไอ้ศักษาดอลเมอร์ดอลเคยนั่งเตยจัดตัดสมุทฐานาทำเมียนโนจัดสมุทฐานาทำเมียนนั่งคือท่าโทต่างหลายเมียนจัดจะสมุทฐานาหนังมาโจลรูปจัดตัดจะรูปนะโจลตัดจัดตัดจะรูปมาไทยมาเตียดเมาเมียนจะสมุทฐานให้ก็เชิดสักนั่งไอ้เจตสักก็เมียนจัดจะสมุทฐานนะเวียการปรวมเนี่ยเมียนจัดจะสมุทฐานไอ้รูปนั่งพองไอ้เนี่ยเปลี่ยนอัดโยเตนะรูปนั่งรูปรูปมวยจำนวนคลาสที่นั่นเมียนโยรูปต่างอัดเต้ดับปมปานเจ็ดดับปมเปิลรูปปนังเต้เนี่ยรูปในการตั้งปีเจ็ดนั่งอ่ะเมียนจัดจะสมุทฐานนั่งให้โนจัดแต่สมุทฐานานั่งเงินก็ถ้าอัดเมียนจัดจะสมุทฐานเต้คือรูปคลาสได้เมียนจัดจะสมุทฐานมาให้นั่งเปลี่ยนเปลี่ยนนั่งเต้นะเปลี่ยนเปลี่ยนนะได้ไล่เจตđại lại chơi từ sắc nắng về về cái tam nó dương sờ rót tôi một thằng o thằng ai bên tai bằng dây bị mà đuông mà đuống dương dương chắc mà dương sắc sáu về khơi mà đuông thằng hai còn sáu miền trên sắc sam vô bờ man thằng miền trên sắc sam vô sam sắp bầm bầy chắc vô vô ta sam sắp bầy mất bờ man tiết ọt miền trên từ sắc nát sam vô chỉ mùi nắng mà hai còn sáu đuông tì mùi vậy chẳng thể dương dương đo đo từ tam đường tây à còn sáu là chết về miền trên sắc sam vô bờ man thằng mà phê bầm bể dương đo từ tam lộ phe nông tàu sạ mô hạ từ tam đường tiệt tiền mày rúp.รูปเวียมีนจัดจะสมุทฐานเมียนมันได้เวียมันอาจจะซ้ำประยุทธ์หรือก็จะโลกจะลำไอเต้นั่นคือการเป็นโยตตามอภิธรรมมันดังเต้ให้ครองเรื่องปฏิบัติไอ้อย่างนั้นก็
mình ban châu ruộng mình đấy còn là chạy từ tam áp thầm sập sập được ai chẳng có sôm bằng yên triệt và đang cho tiền sôm ăn mồ tận đi sôm bắc kên nâng chun cam bị thịt còn là sản thuộc tiền sôm maska thay bằng cùng bố bắt tay rồi đại chợ đặt nặng đỏ đồng ngọc đầm bắt xa vùng bố lực lượng sôm maska thay bằng cùng chìm bố កណ្ណាមចាស់សង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គមានចាស់គ្រូព្រះមហាថេរៈដេហមុតតោចាស់គ្រូព្រះមហាថេរៈអង្គដតីដតីទៀតចាស់គ្រូព្រះថេរៈព្រះចុលវរៈធម្មោចាស់គ្រូព្រះបញ្ញាបច្ចុតោចាស់គ្រូព្រះធម្មមន្តោជាដើមទាំងដឹកដីគ្រប់កោតក្រែង សូមគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់ទាំងពីររូបដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងទៀតសូមគោរពដល់លោកគ្រូបងអ្នកលោកគ្រូធម្មាចារ្យគ្រប់រូបបងធម្មាចារ្យសោមរតនៈអ៊ំប្រុសលោកមីលំធានជាដើមព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទៀត ក្នុងសូមសេចក្តីអញ្ញាតអំពីអង្គធម្មសាកិច្ឆាដើម្បីបានឱកាសអរតនីនៅបញ្ហានៅសាសួរក្នុងមូលបរិយាយសូត្រនៅក្នុងបេដដលេខ20ហ្នឹងឯងគណៈខាងដើមគេហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីបុត្រជន ដែលបានស្ដាប់បានសិក្សាក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈជាដើមហូហែអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាបុត្រជនរបស់ឯងមិនបានស្គាល់នៅដីថាជាដីពិតហ្នឹងហើយកាលបើសម្គាល់ថាដីថាជាដីពិតហើយក៏រមែង ប្រកិបកាន់ក្នុងដីណារាប់អានដីនឹងឯងថាជារបស់ខ្លួនថាជារបស់យើងណារហូតដល់ទៅភ្លើងខ្យល់នឹងឯងទឹកអីចឹងទៅសត្វណាទេវតាអិនព្រំមីអីហ្នឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងសរុបសេចក្តីហ្នឹងហើយតាមន័យព្រះអត្តកថាលោក ប្រាប់នៅក្នុងការសម្គាល់នៅដីថាដីពិតហ្នឹងគឺលោកថារមែងបានដីទាំងអស់ហើយដែលមុនលោកអធិប្បាយថាបានដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកអធិប្បាយតកតងជាមួយនឹងដី4ប្រភេទហ្នឹងណាមានសមតិបតវីណាសសម្ភារៈបតវី อารัมมณะปัตถวัยนังปรมัตถปัตถวัยนังไอ้สิกดิ์ของเรามันคือลึกลึกลังท่าปทุจุนได้ดังท่าใดจะใดปิดนั่นคือรวมเป็นบานใดแต่งออกนั่งไงแต่งสัมมติแต่งอารัมมณะไอ้แต่งปรมัตถ์ไอ้แต่งออกนั่งให้กาลบาน ដឹងថាដីជាដីពិតអញ្ចឹងណាក៏រំលែងសម្គាល់ក្នុងដីណាពេញចិត្តក្នុងដីនឹងឯងប្រកាន់យកនៅដីនឹងថាជាដីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំណាក៏សូមសេចក្តីអនុញ្ញាតអំពីអង្គធម្មសាកិច្ឆាដើម្បីបានឱកាសសាកសួរត្រង់ចំណុចថាបើស្គាល់ដីពិតហ្នឹងនៅក្នុង ដី3យ៉ាងទៅណាដូចជាសម្មតិបតវីគុណណាសសម្ភារៈបតវីអារម្មណៈឬក៏កសិណបតវីហ្នឹងអានឹងក៏គួរហើយដែលថាបុត្រជននឹងគឺស្គាល់ដីពិតហ្នឹងគឺស្គាល់ទៅតាមអំណាចនៃវិបលាសនៃចិត្តនៃសញ្ញាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែលក្ខណៈបតវីនេះដូចតែយើង
lược lang sắc xa nà từ nước non chấm này này cả cộng nọt đăng chấm pu sư tập thà này ấy nâng ta cả để sùng qua nước đầy đời bò rầm mặt nâng ta chỉ đầy bật hết sao ta từ sờ lăng từ bậc kia bậc căn bình chất nước non đầy nâng ta nước non đầy dạng đôi mà đầy tiền còn là nâng cơ sùng mít ta nó kro nà nơi dịch đầy nè ao tiền nè sùng mặt nhà cho rùm một đồ bông nè bà cha ពញ្ហាហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានគិតធ្លាប់បានសិក្សាមកចំពោះលោភមូលចិត្តអីចឹងសួរថាលោភមូលចិត្តហ្នឹងមិនដឹងបរមត្ថជាអារម្មណ៍ទេឬណាមិនដឹងរឹងតែរឹងរឹងរឹងតួនអីដឹងតែប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមិនដឹងទៅតាមសេចក្តីពិតវាមិនដូចជាទូបញ្ញាដែលដឹងតាមសេចក្តីពិតណាដឹងតាមថាបរមត្ថហ្នឹងវាមិនមែនជាយើងណាវាមិនមែនជាយើងនឹងហ្មង ແລະវាមិនជាយើងនឹងមកបើតែវាស្គាល់សម្គាល់ថាបរមត្ថជាយើងមកហ្នឹងបានវាបគិបកាន់ទៅនឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងវាមិនស្គាល់ទៅតាមសេចក្តីពិតរាល់បញ្ញាក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវិបស្សនាបានស្គាល់ទៅតាមសេចក្តីពិតសូម្បីតែថ្នាក់ទៀននឹងក៏មហាកុសលហ្នឹងក៏មានអាចមានបរមត្ថអីមកជាអារម្មណ៍ដែរតែមានរូបសម្លេងក្លិនរសអីមកជាអារម្មណ៍ដែរតែទៀនហ្នឹង វាមានមកអញ្ចឹងអាចប្ររូបមកជាអារម្មណ៍ក៏ធ្វើទៀនទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែបញ្ញាកុសលឬក៏ត្រាស់ទៀននោះវាមិនអាចដឹងទៅតាមសេចក្តីពិតបានទេដឹងរូបទៅតាមសេចក្តីពិតនោះដឹងត្រឹមទៀននេះប៉ុណ្្នឹងទៅប៉ុន្តែដល់បញ្ញាថ្នាក់ដែលអប់រំចម្រើនទៅសតិប្បដ្ឋានឬក៏វិបស្សនានោះបានឃើញទៅតាមសេចក្តីពិតថាបរមត្ថនោះវាមិនគួរដល់ការប្រកាន់ទេវាសញ្ញា អតេនវាអតនិយេនវាវាអត់មែនជាខ្លួនហើយមិនមែនជារបស់វាសូនចាក់ខ្លួនសូនចាក់របស់ខ្លួននេះខ្ញុំមិនបានគាត់ចូលរួមដោយសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងទេខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏មានអង្គធម្មសន្តានាបញ្ញមន្ថែមតាមការគួរណាគុណណាសាធុទាំងសូមអរគុណគ្រូបងនេះក្នុងនៃអតកថានេះខ្ញុំដែលសម្បត្តិសូមអានទៅដែរដែលលោកអធិប្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងដី4ប្រភេទនឹងហើយនឹង ក្នុងអធិការនេះរមែងបានបតវ័យសូម្បីទាំងអស់នោះបតិជននេះរមែងសម្គាល់នៅបតវ័យណាមួយក្នុងបណ្ដាបតវ័យទាំងនោះថាជាបតវ័យរមែងសម្គាល់នៅដីថាជាបតវ័យពិតរមែងដឹងដោយចំណែកនៃបតវ័យលុះកាន់យកតាមវោហាររបស់លោកហើយរមែងរាប់អានដោយសញ្ញាវិបលាសថា ជាបតវ័យណាកាលកំណត់ចំណែកនៃបតវ័យមិនបានយ៉ាងនេះឯងរំលែងប្រកាន់ចំណែកនៃបតវ័យនោះដោយន័យជាដើមថាសត្វឬក៏ថាជារបស់សត្វហ្នឹងហើយហើយលើកសរុបមកព្រោះថាបតិជនដូចជាមនុស្សឈួតអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងន័យហ្នឹងគ្រូបងមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងក៏ស្ដាប់បានដែរហើយប៉ុន្តែ ដូចជាលោកគ្រូបងមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាក្នុងទានក្នុងសិលហ្នឹងវាមិនកំណត់ដឹងសភាវៈតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងម៉េចបងបញ្ញាហ្នឹងវាយើងគិតទៅវាលក្ខណៈបញ្ញាហ្នឹងវាមានតែការចាក់ធ្លុះក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាអញ្ចឹងវាមានតែកុសលហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃវិបលាសដែរ ឬយ៉ាងម៉េចវិបលាសហ្នឹងវាអកុសលសត្វទៅវិបលាសមែនហើយហ្នឹងហើយវាអកុសលតែគ្រាន់ថាជួយបើយើងគិតថាបើមិនដឹងទៅតាមសេចក្តីពិតអញ្ចឹងបញ្ញាដែលកើតឡើងវាមិនទៅវិបលាសមិនយ៉ាងម៉េចថាវិបលាសវាទៅដោយអំណាចនៃអកុសលតែដល់ទៅពេលបុណ្យកុសលធ្នាក់ទានធ្នាក់អីហ្នឹងវា មិនជិះវិបលាសណាក៏ថាបុណ្យធ្នាក់ទៀននឹងវាមានសភាពមានតែដឹងដល់បរមត្ថដឹងដល់សភាវៈការរលត់អីណាបុណ្យធ្នាក់ទៀននឹងណាស្រាក់សិលដែលដើមមានឃើញការរលត់អីណាអានេះដល់ធ្នាក់វិបស្សនាបានមានឃើញសភាពនៃពិតទៅតាមបរមត្ថនឹងមានការមានការការរលត់អីចឹងបញ្ញាដែលកើតក្នុងទៀននឹងក្នុងសិលនឹងវាចាក់ធ្លុះយ៉ាងម៉េចទៅវាធ្វើកិច្ចក្នុងទៀននឹងចាក់ធ្លុះទៀនយ៉ាងម៉េច យល់ថាទៀននឹងគួរតែឲ្យចឹងទៅយល់ថាទៀននឹងមានផលទៅគួរតែធ្វើ
បញ្ញាជានាងភាសាសតិហ្នឹងគឺថាបញ្ញាហ្នឹងវាដឹងថានេះគួរធ្វើនេះមិនគួរធ្វើហើយជាបុណ្យជាកុសលនឹងឯងបានសេចក្តីសុខអីចឹងទៅណាហ្នឹងគឺថ្នាក់កម្រិតត្រាស់ទៀតនេះដែរណាសាធុសាធុអរគុណគ្រូបងហ្នឹងឯងអរសេចក្តីហ្នឹងវាគាត់ទៅចង់បានសេចក្តីលោកគ្រូជាចាស់តែអនុគ្រោះរឿងបតវ័យហ្នឹងឯងតែថាបានចំណែកនៃបតវ័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែបតិជនសម្គាល់ថាដីពិតហ្នឹងហើយទាំងបរមត្តទាំងអីហ្នឹងហើយក៏ទៅរាប់អានក្នុងដីវងវែងក្នុងដីសូម្បីតែដីហ្នឹងដោយប្រកាសដោយលក្ខណៈក៏ដោយហ្នឹងវងវែងយ៉ាងម៉េចទៅនិយាយបតិជនដែលដឹងតាមដីពិតហ្នឹងបតិជនអង្គធម៌បានដល់អីឥឡូវនិយាយពីបតិជនដែលដឹងហ្នឹងតើដឹងពេលដែលដឹងហ្នឹងដឹងដោយអង្គធម៌អីដែលដឹងហ្នឹងដឹងដោយទិដ្ឋិឬក៏ដឹងដោយបញ្ញាដែលថាបតិជនហ្នឹងណាចង់លោកគ្រូឯងចង់ចូលរួមនេះមើលថាតើដឹងដោយបញ្ញាឬក៏ដឹងដោយអំណាចនៃសកាយទិដ្ឋិយើងនិយាយបុថុជនដឹងដោយអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបុថុជនអង្គធរហ្នឹងមិនមែនអង្គធរតែមួយណាបុថុជនបុថុជនមហាកុសលក៏មានដែរណាកុសលក៏មានដែរយកអង្គធរច្រើនទៅខណ្ឌ5ហ្នឹងទៅដែលមិនបានអប់រំចម្រើនអាហ្នឹងបុថុជនណាអញ្ចឹងបឋមជននឹងគឺថាតើគិតទាំងអ្នកដែលអប់រំចរន្តវិបស្សនាបានវិបស្សនាកម្រិតញាណនឹងតាមលំដាប់នឹងខ្លះដែរឬក៏នឹងទាំងអស់នឹងឯងតែកាលណាមិនទាន់តាមជាព្រះរយៈគឺថាគិតទាំងអស់ទាំងអស់ទាំងកលយានថជនដែរបាទព្រោះវាត្រូវបដូរគ្នាត្រង់គូត្រភូទៅជាព្រះរយៈឬក៏ក្នុងនឹងលោកបណ្ដាថាកលយានថជនឬក៏ថាបឋមជនធម្មតាហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដាក់បឋមជននឹងឯងតាមសេចក្តីហ្នឹងដឹងដែរតើជួបលោកគ្រូហើយយល់បានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងដាក់ចឹងខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិទ្ធតើព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពស្មើដោយជីវិតសពសពកាហើយនឹងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូច្រើនព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានបតីប្រែប្រែងណាស់នៅក្នុងពេលវេលាដែលសាកឆាធរក្នុងរាត្រីដូចជារាត្រីនេះជាដើមដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងជាទីបំផុតហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូប្អូនធម្មាចារ្យទាំងអតែចំពោះមុខនេះមានលោកគ្រូប្អូនចិញ្ចឹមណិតលោកគ្រូប្អូនហើយចិញ្ចឹមប្រាហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះនៅក្នុងបញ្ហាកម្មដែលលោកគ្រូប្អូនបានរតនីមកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងបសុតហ្នឹងគឺជាពុទ្ធបុគ្គលពីពុទ្ធថុជួនដែលជាអ្នកមិនចេះដឹងមួយហើយនឹងអរិយសាវៈដែលជាអ្នកចេះដឹងគឺយើងតលចាប់សេចក្តី
tăng vì nâng tới bàn dân ai màu dù lòng bị rưỡng bởi thói chuẩn để bác can đưa có xâm quan nơi bắt thờ vấy thà chứa bắt thờ vấy bất nó nổ chân chữ bùa bởi thói chuẩn để chia nẹ bên chạy đằng nữa ta mình chết đắng không ca oi tiến mình chết đắng không ca sơ mà tiến sớt mình chết đắng không ca thơ bón mình chết đắng nơi không ca cổ rút bật thị cha rư có mình chết đắng không ca trên chân nơi Việt Nam bảy đá rứa giang mẹ để tham mình chết đằng này nực nong tí ní hay nực nong đợt tây tí để bia đồng miên bờ phi bỏ ông trung sầm đành tha bộ thoại chuẩn mình chết đằng ní cứ mình chết đằng nực nong rướng cá châm ra nơi sập tập bạ tham đi tâm đạo, ao đi tâm mình chết, cả chúng ra nơi sự tập than mình chết, không cả bảo đệ bát nơi vipassana cứ bỏ rồi bỏ rồi ó cứ háu thái chế bộ thôi chuẩn trên nhẹ bên chết đằng, anh đừng cười chẳng, để tự đằng này chẳng, nè. Hay hãy đấy ban chỉ mình chết đặng thả máu on pí mình ban đập nơi thọ ở bờ bờ rìa rìa tôi giang đôi chỉ bên trái bên đó chỉ thả con sẽ đập mình sắc xa nơi khăn thọ ở bờ sập bờ rồi ấy bờ rìa ai nâng sốc bởi rõ nâng khăn tí ní cứ sống đáo dụt bởi xa mạ xa mốt thế nhỉ sống đáo dụt xa vẹ rõ bọc bởi ọng nâng chân dương trai kích sống kê nâng khăn ông chung chì nẹ đà bọc ọng sống đáy nâng tăng bì nâng tờ bán dương án dụt nâu sạch ni sẽ cả đấy để bỏ ông trốn xâm nại. Mình bán tu miên, mình bán ọp rô, mình bán sắc xa nơi khăn ông ở đây dễ thọ. Rư sốc. Thọ sốc bỏ sắc thọ nơi khăn ông này cứ sẽ tập thán vị bác sơ nà. Thế vậy. Dương, chương cái dương tôi giá đôi chút tiền chết chết đã sắc xăm và dục xăm và dục xong cả hạ rồi quyên chết 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 con tế ọt miên ca chùm ra nơi sự tập thán ọt miên ca vật hạt chùm ra nơi vipassana ở đó bởi chỗ chứa bất thọ chôn ọt chế đẳng cầm ôi mô dù bởi bị thom chế đẳng à bị thom nâng vô máu ọt vô chí ca thế chương cá ban cho nên chết đăng bệ bị thom tịnh tui nâ mía nè lãng cớt tâu thầm đỏ nè con tế riêng bà rô tí bát ọt nâng nâng khăn ông bút ở sát sát lô bóng lô hai ta chiên nhẹ mình chết đăng sốm bay tè và cúm cha tru trung sốt cá sao bẹ cả đáy miên sel sang vợ ấy cha na cả đáy ở ta ăn miên man cá chấm ra nơi vipassana sẽ tập thán ra bị chôn ở khlong bồ tát chôn chỉ niệm mình chết đập nâng cư cha ấy và sinh chia có ho có đào, bởi vì chết có đào, miên ca chúng ra nơi
សតបដ្ឋានមានការចម្រើននៅវិបស្សនាព្រះអង្គប្រើពាក្យអរិយបុគ្គលជាអ្នកចេះដែរកន្តែសូថាអញ្ចឹងជាព្រះអរិយថាអត់ទេអត់មានជាព្រះអរិយហើយត្រង់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលទៅវឹកហាត់ក្នុងការអប់រំទូលមានចំណេះចេះដឹងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះជាពូជពងវងតកូលរបស់ព្រះអរិយជាពូជពងវងតកូលរបស់ព្រះអរិយអញ្ចឹងបានជាប្រអប់របស់ព្រះអង្គបងហៅថាអរិយបុគ្គលដែលជាអ្នកចេះដឹងបានឃើញនៅព្រះអរិយនេះបានសិក្សាបានអប់រំនៅធម៌របស់សប្បុរសធម៌របស់ព្រះអរិយដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងជាបឋមប្រធានណាស់អញ្ចឹងរឿងបថវីនេះដែលលោកអូនថាក្នុងព្រះថាអត្ថកថាអត្ថកថាលោកវិជ្ជាថាវាមាន4បាទវាមាន4លក្ខណៈជាសមតិបតវ័យជាសសំភារបតវ័យវិជ្ជាកសិណបតវ័យអារម្មណ៍របស់បាទអារម្មណ៍របស់សមាធិហើយនឹងលក្ខណៈបដ្ឋវ័យលក្ខណៈបដ្ឋវ័យនៅក្នុងទាំង3នេះអ្នកដែលឃើញតាមសេចក្តីពិតគឺមានតែមួយគឺលក្ខណៈរបស់បដ្ឋវ័យដែលយើងត្រូវដឹងដែលជាសភាវៈលក្ខណៈដែលសមគួរនឹងបញ្ញាដែលត្រូវដឹងគឺមានតែលក្ខណៈបដ្ឋវ័យក៏ប៉ុន្តែបុត្រជនដែលជាអ្នកមិនចេះដឹងមិនបានឃើញនៅព្រះអរិយមិនបានសិក្សាមិនបានអប់រំនៅអរិយធម៌ឬសប្បុរសធម៌នោះទៅជាកំណត់សមតិបដ្ឋវ័យនោះគឺថាជារបស់ពិតវិញកន្តែរបស់ពិតមានតែមួយគឺលក្ខណៈបដ្ឋវ័យកន្តែបុត្រជនអត់ចេះដឹងទៅសម្គាល់នៅសមតិបដ្ឋវ័យក្តីឬក៏សសំភារៈបដ្ឋវ័យក្តីឬក៏អារម្មណៈបដ្ឋវ័យក្តីថាជារបស់ពិតថាជារបស់ពិតហេតុអីបានជាទៅសម្គាល់នៅបដ្ឋវ័យដែលមិនពិតសោះថាមកថាជាពិតមកអំពីអត់ចេះដឹងអត់ចេះដឹងក្នុងការដែលកំណត់នៅលក្ខណៈនៃបដ្ឋវ័យណាអត់ចេះដឹងអានឹងឯងអញ្ចឹងចេះតែខាងឯងចេះតែខាងប្រើតណ្ហាឲ្យទៅកំណត់បាត់ទៅវិញចេះតែបំផុសបំផុលទិដ្ឋិឲ្យទៅយល់នៅក្នុងអាបាត់ទៅវិញដែលវាមិនមែនជារបស់ពិតណាស់ញ៉ាំងនៅមាននេះអីចឹងទៅកើតឡើងទៅនៅក្នុងអវ័យដែលមិនមែនជាបាត់ទៅវិញពិតហើយសំគាល់ថាពិតណាស់នឹងឯងនឹងឯងអញ្ចឹងតាមពិតទោះយថាជាបតវ័យមែនអាត្មាអញវិជាបតវ័យក៏តែនៅតែតណ្ហាកើតនៅតែទិដ្ឋិកើតមែនទេលោកបងប្អូនមកពីអីមកពីអត់អត់បានចាប់យកអត់បានដឹងអត់បានកំណត់នៅបតវ័យដូចជាលក្ខណៈរបស់បតវ័យដូចជាបច្ចតលក្ខណៈនោះវាអត់ចាប់បានហ្នឹងហើយ
ចុះចំពោះអរិយបុគ្គលដែលជាអ្នកចេះដាក់អ្នកបានឃើញនៅព្រះអរិយៈហើយមិនត្រឹមឃើញទេបានអប់រំបានសិក្សាទូលមាននៅក្នុងអរិយធម៌គឺជាអ្នកដែលបានមកវឹកហាត់នៅក្នុងវិបស្សនានៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានហើយសតិហើយនឹងបញ្ញានោះបានកំណត់ដឹងនៅបាត់ថាវ័យនឹងឯងដោយសភាវៈលក្ខណៈតាមសេចក្តីពិតនេះបានពិតអញ្ចឹងសេចក្តីពិតមានច្រើនដែរសេចក្តីពិតមានច្រើនដែរគឺអត់វាមានតែមួយវាមានតែមួយអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលចម្រើននៅសមថៈអីអីដោយកាន់យកបាត់ថាវ័យកសិណអីណាគ្រាន់តែដឹងបតវ័យយ៉ាងនឹងទេគ្រាន់តែឲ្យដឹងលក្ខណៈរបស់បតវ័យទៅរួចទេអញ្ចឹងបានជាកុសលធនៈសមថៈណាកាលណាអត់ជាបាទនៃវិបស្សនាទេនៅតែអត់ដឹងគឺព្រះអង្គរពជោទៅក្នុងពុទ្ធជនអ្នកអត់ចេះដឹងបានរហូតដល់បឋមឈានអីក៏ដោយអីក៏ដោយរពជោនៅក្នុងពុទ្ធជនអ្នកមិនចេះដឹងហើយដូចជាយើងទាំងអស់ហ្នឹងយើងរៀនសូត្ររាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមករៀនមកស្ដាប់យើងមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអត់មានបានចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានចម្រើននៅវិបស្សនាទេជាពុទ្ធជនអត់ចេះដឹងដូចគ្នាណាអត់ព្រះពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់ព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មែនស៊ីសណូកសូបានទេខុសអំពីវិជ្ជានៅក្នុងផ្លូវលោកនៅក្នុងលោកផ្លូវលោកត្រូវគ្នាទៅឲ្យជាប់ឯបានគន្តែចំពោះរឿងវិជ្ជាក្នុងពុទ្ធសាសនាគ្មានទៅសូបានអីណាទេឃើញបើមិនឃើញគឺអត់ហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺនៅលើសមត្ថភាពនិងការខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងឆន្ទៈដែលចង់ចេះចង់ដឹងចំពោះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងងាយបានសិក្សាហ្នឹងងាយទេងាយបានមកបានជួបជាមួយនឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមកបានរៀនធ្វើតាមនេះគឺងាយទេទោះជាធ្វើមិនតាន់ឃើញក៏ដោយក៏សប្បាយចិត្តថាអូចេះមកបានមកចេះទៅបានមានខ្លួនមកចេះមកវឹកហាត់តាមធម៌របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងសប្បាយចិត្តសូម្បីតែមិនតាន់ឃើញក៏ដោយក៏ដូចជាថាអាត្មាអញមិនឆ្កមមិនឆ្កួងជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេពីព្រោះអាត្មាអញបានប្រតិបត្តិតាមលំអានដែលព្រះអង្គទ្រង់ដិតណំឯការដឹងនិងការឃើញនិងការសម្រេចអានេះជាបន្តិចបន្តច្រើនសមត្ថភាពរបស់យើងផ្ទាល់មិនតាក់ទិនជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនអញ្ចឹងឬក៏អាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថាយើងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានទទួលអំពីឧបាយដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើតាមយើងសប្បាយចិត្តណាស់គ្រាន់តែបានធ្វើតាមព្រះអង្គហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរមែនទេឯរឿងការឃើញការសម្រេចអាហ្នឹងគឺជាសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់យើងមិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គមានគោលការណ៍ប្រតិបត្តិហើយយើងអត់ធ្វើនេះអានេះគឺជារឿងមួយដែលមានសេចក្តីស្ដាយក្រោយអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចិត្តខ្ញុំលើកបបិនហ្នឹងមកលោកប្អូនចាប់បានចាប់តែទៅក៏ឆ្លើយមកខ្ញុំស្ដាប់អត់តន់ច្បាស់ក៏សូមអរលោកគ្រូមេត្តាបញ្ជាក់ថាដែលឆ្ងល់មិញមិញវាថាវត្ថុជនស្គាល់ដីទៅតាមសេចក្តីពិតថាសមតិបត្តវ័យអានឹងថាដីស្រែចម្ការហ្នឹងគឺមិនសូវពិតពិតទេហើយសសម្ភារៈបត្តវ័យគេសាសអក់លោមេរមអីក៏វាជាអារម្មណ៍ដែរហើយនឹងកសិនបត្តវ័យកសិនហ្នឹង
ហើយស្គាល់តាមសក្តិពិតគឺថាមិនស្គាល់ប៉ុន្តែនេះបឋមជនស្គាល់នៅលក្ខណៈបាតុវ័យតាមសក្តិពិតបើស្គាល់តាមសក្តិពិតហើយមិនក៏ទៅបន្លោមលួងលោមនឹងផែនដីនឹងទៅវិញបើស្គាល់លក្ខណៈបាតុវ័យហើយនេះឆ្លាតឡើងចំណុចទី4ទៅកាលណាស្គាល់បាតុវ័យតាមសក្តិពិតយើងអត់និយាយពីរឿងថាបឋមជនទៀតទេគឺវាព្រះអង្គហៅថាអរិយបុគ្គលដូចជាអ្នកចេះដែរព្រោះលោកដាក់មកដាក់4នឹងមកថយជន់នោះស្គាល់ទាំង4នឹងមកដីទាំង4នឹងបណ្ដាលដល់អញ្ចឹងទៅវាស្គាល់អាសា1នឹងសូម្បីតែលក្ខណៈបន្តវ័យហ្នឹងពុទ្ធជនអ្នកមិនចេះដឹងហ្នឹងក៏ស្គាល់តាមសេចក្តីពិតថាជារបស់អញអានឹងឯងពិតរបស់ពុទ្ធជនហ្នឹងអញ្ចឹងស្គាល់លក្ខណៈបន្តវ័យហ្នឹងតាមសេចក្តីស្គាល់ហើយប៉ុន្តែក៏ប្រកាន់ថាជាជារបស់អញអត់ដឹងលក្ខណៈទេគ្រាន់តែស្គាល់អាលក្ខណៈរបស់បន្តវ័យហ្នឹងថាដោយជាសម្មតិហើយមកថាសង្កល់ថាជារបស់អញឲ្យស្គាល់តាមដូចជាសតិទាំងបញ្ញាអត់ទេចុះព្រះថាថាលោកដាក់ថាលក្ខណៈហ្នឹងថោជួនស្គាល់ច្បាស់លក្ខណៈហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះលក្ខណៈហ្នឹងគឺលក្ខណៈរបស់បន្តវ័យកំពុងប្រកបនឹងថោជួនស្គាល់ច្បាស់ហើយមិនប្រកាន់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេគន់ឲ្យចាប់យកបัตលក្ខណៈបន្តវ័យហ្នឹងហើយសង្កល់ខុសអាតាមពិតហ្នឹងគឺតាមពិតរបស់គំនិតរបស់ខ្លួនឯងនេះទេវាតាមពិតនៃសុភវិជ្ជាអាហ្នឹងមកពីចេះហេបងមកពីលោកអ្នកប្រែអាមញ្ញតិណាប្រែតែស្គាល់ប៉ុន្តែអាមញ្ញតិនេះនៅក្នុងដូចគ្រូបងម្ដាយអញ្ចឹងអាសង្កល់ដោយទិដ្ឋិតណ្ហាមានអ្នកហ៎ប៉ុន្តែសង្កល់ខុសហេនៅក្នុងអាមញ្ញតិហ្នឹងតើជួនហ្នឹងគឺថាតាមពិតអត់មានបរិញ្ញា3ណាគឺបានដីថានៅក្នុងនេះអត់មានបញ្ញា3ហ្នឹងដោយគូបងដែរអញ្ចឹងគឺសិតអមញ្ញតិសម្គាល់ខុសដោយតណ្ហាដោយទិដ្ឋិដោយមាននេះសំបីសម្បតិបតវ័យក៏បន្តជួនអត់ស្គាល់ដែរអត់ស្គាល់តាមពិតទេវាអមញ្ញតិសម្គាល់ដីរបស់អញអាហ្នឹងខុសបាត់ហើយណាបតវ័យក៏សិនអីអីទៅសម្គាល់បតវ័យជាអត្តាទូខ្លួនអីអីអញ្ចឹងទៅសក់របស់អញអីត្រេកអររីករាយអីចឹងទៅអត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់តាមពិតទេទាំង4ហ្នឹងហើយបានលោកដាក់ចំក្រោយថាសង្កល់ហ្នឹងថាដោយតណ្ហាដោយទិដ្ឋិដោយមាននេះដល់គេមើលទៅមិនក៏ស្គាល់ពិតមិនក៏តណ្ហាមិនស្គាល់ពិតវិញអញ្ចឹងបតោសអ្នកប្រែហ្នឹងឯងនេះអាប្រែហ្នឹងប្រែអេវាតាមបីដោះលោកដាក់អញ្ចឹងតែសំបីដោះសង្កល់នៅផែនដីថាផែនដីពិតហើយក៏រាប់អាននៅផែនដីប្រែហ្នឹងប្រែខ្មែរហ្នឹងហ្នឹងហើយរាប់អានដោយតណ្ហាមាននេះទិដ្ឋិហ្នឹងបីដកនឹងខុសដែរវាមិនខុសទេបីដកមិនខុសទេបើប្រែខុសអាប្រែបីដកខុសហ្នឹងបើបល័យមកហើយបើប្រែអញ្ចឹងបាទបតវងមញ្ញតិបថវិជ្ជាអាហ្នឹងមញ្ញតិហ្នឹងហ្នឹងមញ្ញតិហ្នឹងដោយតណ្ហាមាននេះទិដ្ឋិអញ្ចឹងបាទនេះមើលតតៈនិយណវរុបច្ចិអនន្តំវជិរូបមង្គតេនវិជនិសង្ខារេឧកច្ចិមៈវកច្ចិកង្គក្នុងខាងក្រោមនៃមណ្ឌលព្រះពោធិព្រឹកនោះឯងព្រះញាតដ៏ប្រសើររោគទីបំផុតគ្មានមានឧបមាដូចជាកៅវជិរៈគឺពេជ្រតមុតបានកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញនៅការកើតនិងការរលត់នៃសង្ខារទាំងឡាយនោះប្រៀបដូចជាបរិសុទ្ធបុគ្គលដែលផ្ងាប់កាប់ឡើងនៅភេជ្ជនៈព្រោះហេតុនោះខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធដ៏មានជោគអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធម៌ដ៏ឧត្តមនិងគណៈនៃព្រះសង្ឃជាបញ្ញខែដ៏ប្រសើររបស់ជនអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃធិរៈទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះមហាធិរៈលីហមុតតោលោកចាស់គ្រូចូលៈវរៈធម្មោលោកចាស់បញ្ញាបច្ចុតោចាស់តាឥន្ទ្រិយសង្វរោជាដើមដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីកោតក្រែងសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីបានឱកាសចូលរួមក្នុងធម្មសាកច្ឆាដើម្បីបាននៅសេចក្តី
ជ្រះថ្លាសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងផងសម្រាប់ពូនពោះគ្រូគិបណ្ឌិតគ្រូធម្មបណ្ឌិតគ្រូធម្មចារ្យហើយចម្រើនគ្រូធម្មចារ្យចិមចំណិតញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏មានអំប្រុសញោមបាសកសោមរតនៈតេតងសំណួរគ្រូធម្មចារ្យហើយចម្រើនសំណួរល្អបងសំណួរហ្នឹងក៏ពីរោះយើងស្ដាប់តេតងជាមួយនឹងបាក់ថវិធិតណាស្ដាប់សតិប្បដ្ឋានពីរោះព្រោះអារម្មណ៍របស់សតិហ្នឹងក៏ហៅថាសតិប្បដ្ឋានដែរទៅតាមនៃរបស់ព្រះអធិកថានៃសតិប្បដ្ឋានសូត្រហ្នឹងនៅក្នុងភេតវិភាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអំពីធាតុណាច្រើនប្រការណាដែលផ្ដើមឡើងដោយនៃធាតុ6ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាធាតុ6គឺបថវីធាតុអបោធាតុតេជោធាតុវាយោធាតុអាកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុបានព្រះអង្គទ្រង់អធិប្បាយបណ្ដាលធាតុ6នោះបថវីធាតុតើដូចម្ដេចណាបថវីធាតុគឺធាតុដីហ្នឹងណាបថវីធាតុមាន2បថវីធាតុខាងក្នុងក៏មានបថវីធាតុខាងក្រៅក៏មានបថវីធាតុហ្នឹងមាន2ប្រការណាបងបថវីធាតុខាងក្នុងហ្នឹងក៏មានបថវីធាតុខាងក្រៅហ្នឹងក៏មានណាបណ្ដាលធាតុពីរនោះបតវីធាតុខាងក្នុងតើដូចម្ដេចធម្មជាតិណាជាខាងក្នុងអាស្រ័យនៅខ្លួនរឹងខាស់មានអាការៈរឹងមានសភាពរឹងជាខាងក្នុងដែលវិញ្ញាណចូលទៅកាន់យកបានគឺសក់រោមក្រចកធ្មេញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងតម្រងបស្សាវៈបេះដូងថ្លើមវៀវក្រពះសួតពោះវៀនធំពោះវៀនតូចអាហារថ្មីអាហារចាស់ឬក៏ធម្មជាតិដតីណាជាខាងក្នុងអាស្រ័យនៅខ្លួនរឹងខាស់មានអាការៈរឹងមានសភាពរឹងជាខាងក្នុងដែលវិញ្ញាណចូលទៅកាន់យកបាននេះហៅថាបថវីធាតុខាងក្នុងទៅតាមដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅសេចក្តីអធិប្បាយបណ្ដាលធាតុពីរនោះបថវីធាតុខាងក្រៅតើដូចម្ដេចធម្មជាតិណាជាខាងក្រៅរឹងខាស់មានអាការៈរឹងមានសភាពរឹងជាខាងក្រៅដែលវិញ្ញាណមិនចូលទៅកាន់យកបានទេគឺដែកលោហៈសំណរបាហាំងសំណរភក់ប្រាក់កែវមុខដាកែវមណីកែវពេជ្រទូសាំងថ្មកែវប្រពាលប្រាក់មាសកែវក្រហមកែវប្រព្រុះស្មៅឈើគ្រោះអំបែងផែនដីថ្មភ្នំឬក៏ធម្មជាតិដតីណាជាខាងក្រៅរឹងខាស់មានអាការៈរឹងមានសភាពរឹងជាខាងក្រៅដែលវិញ្ញាណមិនចូលទៅកាន់យកបានទេនេះហៅថាបតវីធាតុខាងក្រៅបតវីធាតុណាជាខាងក្នុងក្តីបតវីធាតុណាជាខាងក្រៅក្តីនេះហៅថាបតវីធាតុព្រោះប្រមូលបំប្រួយធាតុនោះក្នុងទីជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយទោះបីជាបតវីធាតុណាជាខាងក្នុងក្តីបតវីធាតុណាជាខាងក្រៅក្តីគឺថានេះជាបតវីធាតុដូចគ្នាបាទសំបីនៅក្នុងណារាហុលសូត្រហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងចំពោះព្រះរាហុលហ្នឹងក៏ពិរោះតាកតងជាមួយនឹងណាធាតុកម្មដ្ឋានហ្នឹងដែលជារូបកម្មដ្ឋានហ្នឹងដែលព្រះរាហុលមានអាយុចូលទៅកាលព្រះមានវិភាកលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានវិភាករួចគង់ក្នុងទីសំគួរហ្នឹងព្រះរាហុលមានអាយុគង់ក្នុងទីសំគួរហើយព្រះ
ដ៏មានវិភាកត្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាណែរិហុលបតវៃធាតជាខាងក្នុងខ្លួននិងបតវៃធាតជាខាងក្រៅនោះណាបតវៃទៀតជាខាងក្នុងខ្លួននិងបតវៃធាតជាខាងក្រៅនោះក៏ជាបតវៃធាតដូចគ្នាទេភិក្ខុត្រូវឃើញបតវៃធាតនោះគួរតាមពិតដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃយ៉ាងនេះថានោះមិនមែនរបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនអញទេលោកភិក្ខុឃើញបតវៃធាតនោះតាមពិតដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃយ៉ាងនេះហើយរមែងធុញទ្រាន់ក្នុងបតវៃធាតរមែងញ៉ាំងចិត្តឲ្យនឿយណាយក្នុងបតវៃធាតបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអបោធាតតេជោធាតវាយោធាតនឹងតាមទំនោរដូចបតវៃធាតដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយនឹងបានសេចក្តីខាងចុងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាណែរេហុលភិក្ខុពិចារណាឃើញច្បាស់នៅធាតទាំង4នេះថាមិនមែនខ្លួនមិនមែនកើតក្នុងខ្លួនក្នុងកាលណាណែរេហុលភិក្ខុនេះតថាគតហៅថាបានផ្ដាច់ផ្ដិលតណ្ហាកោះរំលើងសញ្ញោជាអ្នកធ្វើទីបំផុតຕົកបានណាធ្វើទីបំផុតຕົកបានហើយព្រោះត្រាស់ដឹងនៅការលះសេចក្តីប្រកាន់តាមហេតុពីរោះសេចក្តីដែលព្រះតមានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងខ្ញុំពីណាបតវៃធាតណាជាខាងក្នុងក្តីបតវៃធាតណាជាខាងក្រៅក្តីណាជាបតវៃធាតដូចគ្នាទេទោះបីជាបតវៃធាតខាងក្នុងគឺអាស្រ័យណាក្នុងកាយនៃខ្លួននឹងក្តីឬក៏បតវៃធាតណាជាខាងក្រៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងជាក្តីនេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាណាមិនមែនខ្លួនហើយមិនកើតក្នុងខ្លួនធាតទាំង4ហ្នឹងបតវៃធាតអបោធាតតេជោធាតវាយោធាតហ្នឹងគឺថាណាទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅហ្នឹងគឺមានសភាពដូចគ្នាគ្រាន់តែថាមួយខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានវិញ្ញាណនឹងឯងណាអាស្រ័យមានវិញ្ញាណនឹងឯងគ្រប់គ្រងដល់ទៅខាងក្រៅគឺមិនមានវិញ្ញាណនឹងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅដូចនៅក្នុងធាតុវិភាកនៃហ្នឹងក៏តែដល់ពេលក្នុងសតបដ្ឋាននៃហ្នឹងដូចជាការអប់រំចម្រើនសតបដ្ឋាន4ដោយចំណែក3ខាងក្រៅហ្នឹងក៏តាក់ទងជាមួយនឹងកាយរបស់ណាបុគ្គលដទៃហ្នឹងដែលពោលកុំឲ្យច្រឡំថាមិនមែនជាខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺណាមិនមែនជាខ្លួនហើយក៏មិនកើតក្នុងខ្លួនបតវៃធាតហ្នឹងគឺដែលមានលក្ខណៈណាកក្ខលតៈលក្ខណាមានការរឹងជាលក្ខណៈហ្នឹងគឺមិនកើតក្នុងខ្លួនទេមិនមែនខ្លួនហើយក៏មិនកើតក្នុងខ្លួនណាគឺកើតនៅក្នុងកាយនេះអាស្រ័យក្នុងកាយនេះណាបតវៃធាតហ្នឹងមានពិតណាតែមិនមែនកើតក្នុងខ្លួនគឺកើតក្នុងកាយនេះអបោធាតតេជោធាតវាយោធាតហ្នឹងគឺថាមានពិតណាហើយមិនមែនខ្លួនតែកើតឡើងគឺអាស្រ័យក្នុងកាយនេះឯងអញ្ចឹងភិក្ខុនឹងការដែលពិចារណាណាយ៉ាងនេះហើយគឺថាជាអ្នកផ្ដាច់ផ្ដិលនៅតណ្ហាជីកកោះរំលើងនៅណាឫសគល់នៃសញ្ញាជាអ្នកហ្នឹងឯងដូចណានៅក្នុងព្រះអភិធម្មហ្នឹងក៏លោកលើកដោយលោកគ្រូបានណាពោលមកហើយអញ្ចឹងគឺណាលក្ខគណៈរបស់បតវៃនឹងមានឈ្មោះហៅថាបរមត្តបតវៃនឹងក៏បានឬក៏ណាលក្ខណៈបតវៃនឹងក៏បានណាដូចគ្នាឬក៏ថាណាសសម្ភារៈបតវៃណាសសម្ភារៈបតវៃនឹងក៏បានហៅថាសុតន្តបតវៃនឹងក៏បានណាបតវៃដែលជាគ្រឿងប្រកបណាជាគ្រឿងផ្សំទ្រទ្រង់អីហ្នឹងណាហើយណាកណាសេណបតវៃណាឬក៏ណាអរម្មណបតវៃអញ្ចឹងទៅឬក៏សមតិណាបតវៃណាដីដោយណាការសន្និមត់ឬក៏បកតិបតវៃហ្នឹងនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក្រាន់តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាចូលរួមបានជាធម្មសបាយក្នុងសេចក្តីនេះណាសូមអនុមោទនីណាក្រាន់តែលើបញ្ហាថែមក្នុងមូលបរិយាយសូត្រហ្នឹងហើយណាអរគុណគុណចាស់បានរតនីរឿងបាញ់មិញមកដូចលោកគ្រូបងមានប្រសាសន៍ចឹងរឿងវត្ថុជនហ្នឹងអត់បាននៅអបរិញ្ញា3ហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺវត្ថុជននៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងគឺ
อัดบ้านกับนัดดังในปัตตวัยนึงจังเทศบ้านเป็นเมียนามัญญาเตะเนี่ยมัญญาเตะพระธาน้องน้องใบด้าลูกพระธารอบอ่านตอนนั้นพระธาสมกัวพระธาดังพระธาไอกับบ้านเนี่ยมัญญาเตะนั่งพันแต่สำคัญคืออังโถคือเมียนเนี่ยจะเทะตอนหานั่งพันแต่ยังเมื่อเคยในขนมสิกระไดนั่งเวทโดยเชื่อจนล็อกกระดาษมุ้ยตรังเดทาเบาไปถอยจนนั่งเมียนกากรมนัดดังปันท้ายมันตอนโจลาเปรียระยะเตนั่งไงโดยท่าบานในขนมบีปัสนาขังดาวไอจังเตนั่งเหยียดตาปริญญาไอจังเตนั่งเวทพอดปีเรื่องไปถอยจนได้อัดเมียนกากรมนัดดังนั่งไงดังฉันเวทไรโจลตือขังนาปีโปรดาวมุ้ยเตี้ยเต้คือฝรั่งสมัยปีอะไรอย่าสาวะนั่งไงแต่บานดังแต่เมียนปะริญญาหนึ่งยังสิ่งใดนั้นยังไม่ได้เบอร์วันใดเชื่อปัทจุนหรือไรปันเตเมียนสเตปทานเมียนวิปัสสนานั่นก็จะสังครัวโจลจะขนมอะไรอย่าสาวะหรือยังไม่จะคู่บ้องเอาอิจฉาปัทจุนอยู่นั้นเมียนกาដើមចម្រើននៅសតបដ្ឋាចម្រើននៅវិបស្សនាសូមបីតែក្រន្តបានកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌តាមសេចក្តីពិតតែប៉ុណ្ណឹងរាប់ពីចូលនៅក្នុងអរិយសាវកជាអ្នកចេះដឹងគណៈទោះជាមិនមែនព្រះរយៈក៏ដោយណាបាទសារៈសាធុណាណាស់ទៀតអានឹងវាបើតាមដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អំពីវិញវិចារណាទៅថាពេលដែលសតបឋានវាមានវាអញ្ចឹងហ្នឹងបើចោះបើថយជួនវាអត់តលះអីទេចុះពេលលះអត់វិញនោះតើអត់គិតយ៉ាងម៉េចគិតទៅពីរឿងថាតើយើងបានធ្វើតាមព្រះអង្គដឹកនាំដែរឬអត់ត្រង់ពេលរៀនការចម្រើននៅវិបស្សនាហើយនឹងសតបឋាននេះទោះជាម្ដងកើតទៅក្រោយមកវាអត់កើតទៅគន់ទៅវាមានព្យាយាមទៅរហូតក្នុងការកំណត់ដឹងគន់ទៅតាមសេចក្តីពិតចំពោះអ្នកដែលបដិបត្តិឲ្យតែបានកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ហើយមិនមានអ្នកណាមួយដែលចោលនៅកម្មដ្ឋាននឹងវិញគឺងាយមានតែរឿងមានបាមួយជាបៃតិចង់តែដឹងអកំបាំងរបស់សភាវៈដែលជារូបធម៌និងនាមធម៌តែទៅស្អីទៀតស្អីទៀតស្អីទៀតហ្នឹងមានតែខំប្រឹងប្រែងទៅវិញនឹងដោយច្រើនតែយើងអត់ដែលបានឃើញបានជាយើងជួនកាលយើងរវល់រវាយឬក៏រាយមាយឬក៏អត់យកចិត្តទុកដាក់ក៏តែឲ្យតែបានឃើញគឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសតិនិងបញ្ញាពីព្រោះអារម្មណ៍នឹងគឺយើងអត់ដែលធ្លាប់ឃើញទេយើងអត់ដែលធ្លាប់ដឹងទេលោតែដឹងគឺញាមយើងទៅបងញាមក្នុងការចម្រើនដឹងឲ្យជ្រៅឡើងជ្រៅឡើងពីព្រោះរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងមានអកបាំងដូចយ៉ាងក្រៃលែងរហូតដល់នឿយណាយនឹងចឹងហ្នឹងបងតែធ្លាប់សិក្សាមកក្នុងប្រសូតហ្នឹងដូចភ្លេចហើយបើថាមានពិខុមួយអង្គលោកអប់រំចម្រើនបានតែក្រោយមកត្រូវបន្ទោសជាមួយព្រះរហន្តនេះក៏មានដែរនឹងយ៉ាងមានករណីពិសេសដែលលោកមានសេចក្តីប្រមាថដូចជាការចោទជំពាក់ជាមួយនឹងឋានៈឬក៏ចោទជំពាក់នឹងផ្វះអីអីហ្នឹងអាជ្រុលឲ្យលោកភ្លេចខ្លួនហើយធ្វើនៅអំពើរហូតដល់អាត្រូវធ្ងន់ធ្ងន់ជាងនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែអ្នកណាដែលបានចម្រើនចូលទៅក្នុងសតបដ្ឋានឲ្យទៅចូលក្នុងវិបស្សនាកុសលនឹងវាឧបនិស្ស័យទៅទៅមកនៅឧបនិស្ស័យទៅទៅមកខ្ញុំណាស់ដូចធ្លាប់បានជួបដែរក្នុងដូចជាសិក្ខាសូត្រអីចឹងតែយូរដែរហើយធ្លាប់ចាំមកលោករອບយក
កល្យាណពុទ្ធជនហ្នឹងជាឈ្មោះថាពពួកព្រះសិក្ខៈដែរជាសិក្ខៈអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនជាព្រះអរិយបុគ្គលទេសិក្សាណាអ្នកដែលកំពុងសិក្សាហើយសំខាន់គឺជាអ្នកដែលបានអប់រំនៅក្នុងវិន័យ2យ៉ាងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងសំខាន់ដោយពូបងមានឆ្លាស់ពីរឿងថារបស់ដែលមិនធ្លាប់បានដឹងថាមានតម្លៃក្រៃលែងយ៉ាងណាសម្បត្តិស្ដាច់ចៈសម្បត្តិទេវលោកព្រំវលោកអីក៏មិនយកមកប្រៀបស្មើអីជាមួយនឹងការដែលបានដឹងនៅសភាវៈធម៌ដែលជាអ្នកអត្តាហ្នឹងពីព្រោះអាសេចក្តីសម្គាល់ថាជាទូខ្លួនហ្នឹងទោះជាមានសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិស្ដេចចាក់ក៏វានៅតែមានភាពតានតឹងចង្អៀតចង្អល់ដល់វាមកស្រឡះត្រង់ដែលថាវាអត់មានអត្តាខ្លួនយើងនៅក្នុងសភាវៈហ្នឹងគឺថាឃើញថាជាសម្បត្តិសំខាន់ដែលសម្បត្តិប្រើទៅដើម្បីអស់ខ្វល់ហ្នឹងឯងមានតែការចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងរហូតដល់ទៅព្រះអត្តកថាលោកដាក់ថាជាចូលៈសោតាបាននឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាមានករណីមួយមួយដោយកំណត់លើកឡើងអាហ្នឹងវាបញ្ចូលមកក្នុងបឋជននេះងងខ្លាំងវិញទៅអត់ដឹងទៅវិញទៅធ្វើរបស់សំខាន់ឲ្យនេះទៅហើយហ្នឹងប៉ុន្តែធ្លាប់មានធ្លាប់បានអញ្ចឹងដល់ពេលបានឆែតគប់ត្រូវវិញលឿនហ្នឹងឯងដែរគណៈសូមអរគុណសូមអរគុណទាំងនេះក៏សូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីសាកសួរបញ្ហាណាបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយនឹកដល់រឿងបដិបត្តិហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាទៅតាមសេចក្តីដែលណែនាំរបស់លោកគ្រូជាម្ចាស់ទាំងពីររូបហើយក៏គិតថារឿងបដិបត្តិនឹងយើងគួរបដិបត្តិពេលណាឬថាយើងសិក្សាអញ្ចឹងជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងពោលថាយើងគួរបដិបត្តិឬក៏ត្រូវបដិបត្តិនឹងហើយតើនៅក្នុងការបដិបត្តិនឹងគឺយើងអាចជ្រើសរើសពេលវេលាជ្រើសរើសទីណាកន្លែងណាអីដើម្បីបានសិក្សាបានកំណត់នៅក្នុងនាមរូបហ្នឹងគាត់ថាឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅក្នុងពេលហ្នឹងអីអញ្ចឹងគួរដល់ការកំណត់ដឹងដល់ការសិក្សាក្នុងនាមធម៌រូបធម៌គាត់ណាដែរឬទេព្រោះព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងហើយគេថាបរមត្តធម៌ហ្នឹងគឺមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការវិបរិតចានៅសភាពនៃខ្លួនទេមិនប្រែទៅជាបការដតីណាឧទាហរណ៍ថាបើដីវាប្រកបទៅដោយណាលក្ខណៈជាបច្ចតលក្ខណៈហ្នឹងរឹងហ្នឹងគឺថាវាអត់คลายទៅជាស្អីទេវានៅត្រួតត្រងលក្ខណៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រកបប្រជាទៅបានឈ្មោះថាជាសច្ចៈហ្នឹងហើយហើយខ្យល់អីចឹងគណាហើយភ្លើងក្តៅក្តៅហ្នឹងអីគឺថាវាអត់មានคลายទៅជាបការៈដតីក្រៅអំពីសភាពនៃខ្លួនដែលខ្លួនហ្នឹងឯងគឺជាសច្ចៈឬក៏ថាចិត្តនាមធម៌ដែលកំពុងដឹងរឿងរ៉ាវអីអីកើតឡើងជាប្រកដីហ្នឹងក៏ចិត្តហ្នឹងនៅតែជាចិត្តជាធម្មជាតិឯដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាបើយើងពោលទៅនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងគេថាគួរយើងកំណត់ពេលវេលាឬក៏យ៉ាងណាដើម្បីបានក្នុងការបដិបត្តិហ្នឹងដូចជាក្នុងទីនេះអីចឹងណាដោយសតបដ្ឋានព្រះអង្គសម្ដែងគ្រប់អេរយាបថទាំង4ណាឥឡូវក្នុងអេរយាបថទាំង4យើងក៏មានជាប្រកដីហ្នឹងតើយើងគួរណាអាចបានទៅចំណែកនៃការសិក្សានៃការកំណត់ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៀតពីតាអនុគ្រោះពីអង្គធម្មសាកញ្ឆាទៀតគុណណាយើនៅក្នុងព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលលោកគ្រូរតនាមកអញ្ចឹងធម្មេសុ
นิจจังอนุทามจารัยตามบาทมาพระองค์ได้ตัดประพฤติโทษสมกูรอโทษออกกาจินิจมีรองจำเป็นนะออกกาจินิจนั่งหลอนดังครูนเป็นนะเป็นนั่งปวงกุยสลับโทนั่งก็ได้กับปวงสากชาโทนั่งก็ได้ก็เยอะเหมือนอายตัวอย่างไม่ทำมันปฏิบัติอย่างไม่บสดับเมาสดับเมายวลอย่างไม่ปลัวในครั้งในเดชลอดยศศักดิ์สามเอาไปเดชดาบโทบองตรงประกาศสำนายไอ้นังสู้เจ้าชายเนี่ยสู้โดยประเยะมาไก่สู้เนี่ยทราบแต่สมรัยเมียพอลแต่นั่งเรื่องนั่งแต่เมียนไปเวเลไอ้น่ะกลายปีกาประพฤติหนึ่งออกกาจินิกหนึ่งนี่ก็โจรวมปนังไอ้เด่นนั่งคือชมกันน่ะโจรวมให้นั่งเออในธรรมเตียนดิจึงพวกยังอ่านตามปะออกระบบไปอ่องในครองปตรัยเวดอคือยังดังจะถ้าเตอปรอดิปัตจับดาวจับกระตุยจับกระดาลไม่อดบาลพี่พระปะอ่องสมัยในครองปตรัยเวดอการได้ปะอ่องกุ้งเนื้อเนี่ยดิกิสดับนั่งเป็นโดยชียังสดับอะไรเวคือครั้นพระองค์สมัยพระนั่งคือยูลปรับตายตัวน้องกันแต่เอาสมัยยังนี้มาสดับตามพระองค์รบพระองค์ในตัวพระไตรใบดอกนี้ให้ยังคอมปรังเถอะเติมรู้เย่โปรวิอัตมีนดังทักขังดาวอย่างไม่ข้างกระดาวอย่างไม่ข้างจงอย่างไม่จังบานเจียยังเตรอรัตเนียในพระอกระบบพระองค์พ้องอายุมาสดับการในนามระบบเปรตทักทามองชลิชลีนขนมอันเดโลกไปโยลหอยไปโยลตีดังบานยังไอจับสิกระไดนังบานตามเดกลองมาเดขยมประกาศนักชมบาทบานศึกษาเมาคือโดยที่ยังเลิกอมปีเรื่องปัตตวายเจียดาให้เด็กปองครูปองลบมิจฉาอภิธรรมเนนนบานอรัตเนียเมาปอกระบอกปองตึงสรงตึงสรงจันคือยังสดับเตยยังอดดังไทยจึงตระทึมใหม่เองก็ปันแต่ดาวเตียงสราวชริวยังชลิชลีโยกาปัญญาประโยชน์อัมพีเปรียอัฏฐกถาดาวชราวมาอ้อมันยังดังท่าตึกดาวในกาปรอเตบัดดำโบงปุ่งอ้อคือยังอัยทะดังท่าเดียงมันสกอลตามสิกะได้ปิดนิบานดาวแค่เนี่ยสัญญาอาการสมกอลนี่โดยที่ปัตเทวไปเจียดาวนี้คือเปรียตากระทันโลกไปเจียธาได้บทัดชวนสมกอลในครองปัตเทวไปให้ก็รับอ่านปัตเทวไปตามสิ่งใดเป็นนั่นคือดาวอมนัยในตอนนั้นติดเทมีนี้ก็เป็นแต่ดาวสัญญาเจียประเทศมีสัญญาที่ประเทศในครองอาตนาหานั่งได้วิสุมกอลธาอ๋อเป็ดได้นั่งได้นั่งได้เป็ดได้ก่อนแต่อาสัญญาได้วิสุมกอลนั่งเองวิสุมกอลจะมุ่ยนั่งตนาหาวิสุมกอลจะมุ่ยนั่งติดเทวิสุมกอลจะมุ่ยนั่งเมียนเนี่ยจังวิเป็ดตะคลุนยืนได้เจียบตะชวนนั่งก่อนแต่อ๋อเต้าจะมุ่ยนั่งสิกได้เป็ดบอสเพียเวเต้าได้อดตรายอันนี้ยังไงจังไงฉันจะไอ้เดี๋ยวไปทัวร์เอาไปทัดชวนยูทัดตรายให้ไปอดตรายแต่ตามสิ่งใดเป็ดมาอมปีอาเขะเนี่ยสัญญาเนี่ยอาเขะเนี่ยสัญญานี่การน้าผมมินผมไปอยู่ไอ้บ้านเชียร์ตำบงที่ยังนั่งตอดดังจังนั่งตอดดังจังโดยเชียร์สักโดงให้หนึ่งกับปีนโดงได้เป็นขนมโดงยังเมื่อเคยกับปีนได้ยังเมื่อเคยสักได้
bắt khơi như vì pro asobo để mà bật chết dừng đằng thà ó sạch nâng biệt sạch cầm ráp vào phần nào bị cầm ráp vào phần nào chưa miệng đằng đấy cứ ót đằng say để bị thua ở dừng ót đằng tha asobo asobo bị thua ở dừng ót đằng chấn đằng bây ở đằng cà pít khăn đồn nắng tới thứ bảy miền là cà bằng bảy cha ná chụp bước cao phần để bắt rằng ấy cứ dân trời chùa từng ọc nền chá dân ọc miền toàn kết bởi đường thảo mình tiên chỉ tục chỉ ạn nặng ta ấy ấy có mọi toàn á và bài ở bên chênh chỉ sụp hiệu viện ấy nè sẵn nâng ấy à ca phẩm bài chỉ sụp hiệu viện đi anh dân ai sụp phẩm bài đau chỉ tu tư ta mà đón mình mạng thế nhưng ta vẫn bày ta tạm thuế ra quý thầy bởi thuế ra vì thế cứ chia tì tăng nấy sự phía việc để bà gọi thuế ra vì thế để cứ chia tì tăng nấy lẽ khả nạ ra bỏ bỏ ra mặt đã thọ để bà gọi vì bà gọi nâng trong thuế ra vì thế bởi dương trong đăng ông phí sẽ kể đây bất rộ bó sự phía vẹn bó rộ mát ta là dương ta rùa vị thầy chật dương ta rùa nơi trong vị thầy bàn vị ái cầm nót lẽ khả nạ vị bàn thế nhỉ để dương mình ta rùa lại vị thầy tế dương ta rùa lại nà bó rộ mát bởi tử mô bó gọt nó không thuyền vị thầy thế nhỉ ní ấy để dân trời ở trời đằng chẳng hạn chẳng là không thuê vì thầy ní ấy cứ chỉ ti tăng để dân trời chôn tới sầm lần ở đằng ông pi sự phê vẽ bỏ ra bàn khăn ông thuê vì thầy na mùi cọ bàn đây cứ nhé ấy thuê vì thầy miền ở bên nào thuê vì thầy miền ở bên nào thì vì thấy ớt nơi bề nà nâng à chứng mạnh nếu chúng ta sẽ tập thang kìm này để lụa chúng ta hơn bàn mình nế có muốn để chúng ta hơn bàn ở ớt muốn để chúng ta bàn ai thì cao ông phí để lụa sất tới miền thuy ra vị thầy miền thuy vì thấy sất tới ọc ca để bánh nhà cũng nọt đăng nở ạ ca rạp ra quát rạp bó sư phía vẻ. Để dường dì liệt thế nà tí chạy tốt cả nữa. À đại vì bó quát nâng ạ cứ ạ bách chấp bó than năng, bách chấp bó than nà ni ấy. À nâng ấy để vì bó quát mà đó cua bánh nhà nâng chô tới chạp vẻ bán. Cả nà chạp vẻ bán đô chê chạp liệt khả nạ rạp bó sư phía vẻ chẳng ạ. Còn tới vì tôi đã nâng việc của phụng hợp của con dù lên chẳng vì bà con đang thuê đi với thầy rứt có lời bà con sắp hiệp nè sắp hiệp chắc khổ thuê đi với thầy bà dường gì bà thầy vấy à bà thầy vấy để dường tam dường sẵn sàng riêng vì chẳng đó vì bà con tám cái thuê đi với thầy chẳng dường một số lần trong cái thuê đi với thầy tại đôi dường cười dường miền cái dường thuê đi với thầy của phụng hợp của con đây lời nâng miền rửa ọt có bông tâm miên ta, có bông tâm miên có bông tâm miên, bắt tay thiệt, bắt tay để chia rupa khan, bắt tay để chia ayatana miên krup, để có bông tâm bạc quả nè, hãy dưỡng prang sầm lăng nơi đại biệt có bông bạc quả nè, hãy su ta. Mình lại khác kỳ xu trong tiết ta. Ây châu, vì lươn nhà nâng xâm lăng người nào vì toàn. Ý bộ, vì cá đai cá tiết, cá đai cá tiết ta. Để vì rồi luật, vì rồi luật tam, tam vì rẽ đó bỏ. Vì con ta, vì rồi luật to, nè ta hô đăng. Ai thì dân tầm qua sự tế. Rồi bỏ dân, ai vì nâng nụ. Chẳng bán vì trời cá, dô ní, sao mà nế sạc rạ nà. Nên tới cả vô đi sao mình sẽ cả ra đập bấy chùm răng không cá sầm lăng
rốt nớ sự phía viết tam sẽ kể đây bệnh hay là chấm bua thẻ niệm sanh nhà ní bạch trăm rồi hốt đó sầm lưng bắt đầu phải bạch trăm sầm lưng ở đấng rồi hốt đó à bao tại châu ấy cơ là chấp ở yuốc tại lẽ khả nã rồi bỏ rúp bỏ thô nâng niêm bỏ thô ở tạ bàn đách ông pi khne bà bàn đấng thẻ niệm chạy từ mà đó bạch trăm rồi hốt đó một sầm lưng với tình ni sầm lưng tô sa mô hạ chết ai na bắt tờ vây à bao ai na chặt khổ và xa đấy đấy ót bạch sầm lưng đấy cứ môn đồ bồ nước con để dừng chấp à sự phê vẽ chỉ rú và thô nâng niêm mà thô ai để tam sự cái đấy bệnh bán khẽ nẹ chạy bạn cần thế ai để bệnh bà gọt hay dừng sự kết khuôn dừng phòng trường cá dừng riêng dừng chết dừng chấm cho anh ta à chạy chạm đến với tờ môn vì thế chạp vô ạ chung mùa rô bò rô bò thò, chung mùa rô bò niềm bò thò môn tới chương cái dương trình lòng ta ơ nâng anh, ca chung ra nâng sự tập thàm chân ọ để, chân dương mơ dương mơ thà bà sân chía sự tệ nâng phá nhá cùng nọt đăng nở rô bò thò nâng niềm bò thò tán sẽ kể đây bếp dương mơ sự phiếp sức ngọt sự phiếp nâng cư sẽ kể đây sức ngọt nâng anh chị ạ ca rạ mùi tư thua ở dương đăng thật bếp bò quạt ngọc là không đi ngọc ấy ngọc toàn là hát ngọc toàn là hát ai từ sự tết đang bàn nhà cầm nọt đằng nơi rú bờ thô nâng niềm mà thô ta sẽ cái đấy bệnh bán khả nạn nâng toàn là hát ọt ọt mẹ mong bì ấy mong bì tu bàn nhà bì dư tu với chía bàn nhà thì chú mùi nâng sự tết nâng chú tu với chía chân bàn chía cà nà bì bờ bạn nhà nâng chế tu với chía để rùm cho mùi nó sử tế chân khả nạ nâng ạ với chía cho mẹ mình trời sạp xôn mình đấy hay bờ ạ với chía sạp xôn nơi bê nâng miền ạ với chía cho vị trái đó sẵn thà đấy ọt miền khởi nhé rồi luật tiếng ạ với chía rồi luật tiếng toàn hà ạ à, sắp hiếp để ọt miền ạ à rước cô là bỏ quạt đạn nâng ai sập hiếp xuống ngóp từ từ mà bỏ quạt đó nẹ pro tệ bạc chẳng mà nẹ pro tệ bạc cả nà kì pro tệ bạc hơi kì bạn tự tu hơi cứ ba mùi chợ bây tệ cứ là bỏ kì cứ tới tất cả là ai dù là bạn ấy chẳng chất đôi chìa khẽ nẹ sàn nhà nó về cả tàn thuy rồi bị thay dần đá dần mình được rồi vì cái tập bỏ ra mắt về bậc cọt tam thuê rồi bị thấy thiện niệm sanh nhà nó bị tam thuê rồi bị thấy bị cao thôi nhưng số cao thay dương dương rồi ngày để rồi ngày nên thất nực khơi khơi dương nhẹ khơi dương nhẹ lư dương nhẹ xả bài dương nhẹ chăng ngành dương nhẹ đà dương nhẹ cười dương nhẹ thơ ni dương thơ nô anh đừng ấy sẽ thực hiện nhẹ nồng thiện nhẹ xong sắp chụp cuốn này bệnh rõ tất cả trái hay xong nằm sắp chụp bộ xong thế ra tăng lai gặp ông miền bệnh hạ thế ra địa hạ bút đào mùi lưu đào bọn cổ bộ xong gặp ông tăng ông miền nệm miền dụ bà nhà bí chốt đào nệm miền dụ bệnh hạ bí thọ miền non tô sốm chân bồ lục ru kẹp đất lục ru tham bát mật đất prong đào y lục ru tham bá cha cột ru nhiệt nhôm bồ bò đại sát prasray cột niệm nè tiệt tôn nâng nè bảy hà này ca bà đại bát nô bồ thù hay có bàn ca sa su nè bảy hà khlong sik đấy đài lục ru kẹp đất bàn รัตนีขนงประสูตรได้เปรียไปเจอกับปุตบานประกาศสำได้ให้ปองกบานรัตนีประกาศปทูปรับดอลเปรียหันนนนะกรุณานั่งไอปีปัญหาประเดศาลานังเชียนเนี่ยมะเร็งจะเมียโน
ធម្មេសុនិច្ចំអនុធម្មចារីហើយទៀតអទីនវង្សសម្មសិតាភវេសុណាឯឯកោចរេខខកិវិសានកបោសាក់សួរក្នុងពីចំណុចនៅក្នុងនៃនឹងចំណុចទី1សាក់សួរអំពីបដិសាលាណੰឈាននិបរញ្ញៈមានោពីបុគ្គលណាដែលមិនលះបង់នៅការពួនសង្ងំហើយនឹងឈានទៅក្នុងសេចក្តីនៃព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងពីបុគ្គលណាមិនលះបង់នៅការពួនសង្ងំហើយនឹងឈានបញ្ហាទី2អំពីពាក្យថាធម្មេសុណាក្នុងទីនេះណាដែលយើងពោលថាពោលតេតងនឹងនៃធម្មេសុនិច្ចំអនុធម្មចារីណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធัวសំគូដល់ធัวអស់កាលជានិច្ចចឹងធម្មេសុនៅក្នុងទីនេះតែក្នុងធัวប្រតិបត្តិនៅធัวសំគូដល់ធัวនឹងដោយសេចក្តីយត្តាសូមអង្គធម្មសន្តានានេះជួយបញ្យលក្នុងសេចក្តីនៃពធัวនឹងណាសូមអនុមោទនីណាស់ដែរកណាចំពោះធម្មេសុនិច្ចំអនុធម្មចារីអនុធម្មចារីហ្នឹងគឺព្រះរតនាលោកបញ្ជាក់ចំតួវិបស្សនាតែហ្មងចឹងកណាហ្នឹងហើយហើយនិច្ចំដូចបង្កិតលើកមកមិញដែរហ្នឹងឯងអស់កាលជនិតហើយនឹងធម្មេសុណាធម្មេសុហ្នឹងគឺលោកបញ្ជាក់ម្យ៉ាងជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាហ្នឹងគឺខន្ធធាតុអយតនៈហ្នឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតប្រាប់ថាលោកបញ្ជាក់ទៅតាមបល័យហ្នឹងដែលព្រះវិជ័យកពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដូចថាដោវិផត់អីមិនណាចឹងណាព្រះថាលោកថាធម្មានាងនិច្ចំអនុធម្មចារីប្រព្រឹត្តនៅធัวដ៏សំគួរតាមធัวហ្នឹងគឺធម្មានាងហ្នឹងគឺបានដល់ពោធិបក្ខយៈធัวណាលោកតរៈធัวបានដូចថាអនុធម្មចារីហ្នឹងគឺទៅជាអនុឡោមបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលោកតរៈធัวហ្នឹងក៏ណាហើយតេតួងនឹងបដិសលឡាណងនេះគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងហើយតេតួងនឹងឈានមិរិញចមាណោហ្នឹងគឺថាមិនវិន័យនៅឈានហ្នឹងក៏ក្នុងបញ្ហាហ្នឹងក៏ដូចជាដាក់បញ្ហាចូលមកផងដែរទាំងដែលប្រគុណចាស់រតនាមកទាំងដែលលោកគ្រូធម្មាចារ្យហើយចម្រើនបានលើកឡើងហ្នឹងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយលោកគ្រូបងក៏បានអធិប្បាយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានយល់ពីដំបូងហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបំបែកខណៈហ្នឹងឯងកណ្ណាហ្នឹងគឺដោយសតិដែលថាដូចជាផាលអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងសតិមេផាលបាចណังហ្នឹងរៀបរាប់អញ្ចឹងហើយអនុមោទនាហើយប៉ុន្តែជាចំណុចមួយដូចថាអើលោកគ្រូបងក៏បានរំលឹកហើយពីសម័យពុទ្ធកាលរឿងអ្នកមានបញ្ញាច្រើនយើងក៏ទទួលដឹងហើយណាហ្នឹងហើយគឺថាស្ដាប់ទៅឆាប់ចាំឆាប់ចេះឆាប់យល់សំខាន់យល់ប្រតិបត្តិបានដឹងអត្តដឹងសេចក្តីអីចឹងទៅហើយរហូតដល់ទៅសម្រេចមគ្គផលអីអីចឹងទៅទៀតទៅប៉ុន្តែឥឡូវយើងតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ
សូមបីសម័យពុទ្ធកាលក៏ដោយដូចយើងរំលឹកនៅក្នុងពគាថាពុនចាស់លើកមកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងវាត្រូវមានបដិសាលាណាំងហ្នឹងគណៈហើយដូចជាបធិរគាថាព្រះមហាកចានៈជាដើមអីដែលព្រះធិរៈសំដែងថាដូចជាកម្មង ពហុកង អ្នកការិយេណាហ្នឹងគឺលោកឃើញវិខទាំងឡាយហ្នឹងរវល់ទៅក្នុងកិច្ចការងារនៅវកម្មអីអីផ្សេងផ្សេងបានសំដែងទៅគេថាហ្នឹងចាប់ដើមដំបូងគណៈកម្មង ពហុកង អ្នកការិយេបរិវច្ចយៈជាណង អ្នកអុយយមេគណៈអ្នកការិយេហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យធ្វើនៅការងារច្រើនគណៈដូច្នេះលោកឃើញវាមានអន្តរាយចា៎អន្តរាយដល់សមណធម៌នឹងដល់ការដែលត្រូវថាឲ្យមានសតិរលឹកដឹងបរមត្ថធម៌នឹងវាត្រូវអន្តរាយគណៈទាំងអាការដែលត្រូវស្ងប់រងាប់ចិត្តសមថៈអីអីដើម្បីជាឧបការៈកំណត់ដឹងនឹងវាអត់មាននឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាកម្មង ពហុកង អ្នកការិយេកុំឲ្យធ្វើការងារច្រើនដែលវានាំឲ្យអន្តរាយហើយនឹងដូចជាបរិវច្ចយៈជាណងអ្នកអុយយមេកុំឲ្យគប់រោគជន់ជាបាបមិត្តក្នុងនោះព្រះអត្តាលោកបញ្ជាបាបមិត្តគណៈអាហ្នឹងមួយរឿងចឹងពីររឿងហ្នឹងណាការងារច្រើននោះមួយអាខ្សែគប់បាបមិត្តនោះមួយហើយមកដូចជាសោឧសកោរក្សានុគិតធោជាប់ជំពាក់នឹងរសនៃអាហារមានអញ្ចឹងមកទៀតហ៎គណៈនឹងឯងបានអត្ថង្គរិញ្ញតៈគណៈរិញ្ញតៈហ្នឹងវិនិច្ឆ័យណាវិនិច្ឆ័យប្រយោជន៍ណាវិនិច្ឆ័យប្រយោជន៍អត្ថង្គរិញ្ញតៈសុខាទិវាហោហ្នឹងគឺវាតាកទួងទៅនឹងប្រយោជន៍ដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះណាសុខាទិវាហាហ្នឹងគឺសំដៅយកប្រយោជន៍ដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខនៃសមណធម៌សិក្ដីសពដែលរួចផុតចាកទុកនឹងវាត្រូវរិញយតិត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយបន្តមកដូចព្រះមហាថេរៈសំដែងពីរឿងបង្កោហិញ្ញអវេតយងអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងរណ្ដៅភក់ហ្នឹងណែយាយ៉ាងពុជិអ្នកវន្តនាកលេសអីនឹងការថ្វាយបង្គំការគោរពបូជាក្នុងតកូលអីអីនឹងថាជារណ្ដៅភក់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំដែងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងខ្ញុំណាចង់លើកយកមកដាក់ដើម្បីបានជាបញ្ហាមួយដើម្បីថាគុណចាស់ឬក៏គូបងអីជាដើមហ្នឹងចូលរួមដើម្បីថាមកសម័យយើងសប្ដងៃហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងពីព្រោះបើថាយើងវាមានស្ថិតឋានព្រឹទ្ធទៅជាប្រកដីតែនឹងទៅគឺថាវាមិនបញ្ហាអីទៀតទេប៉ុន្តែបើអត់មានហើយវាមានអន្តរាយអញ្ចឹងជាការកេនគុណចាស់អំពីបដិសលានាំងហ្នឹងឃើញថាមានខ្លឹមសារដើម្បីចូលមកដល់ធម្មេសនិច្ចំអនុធម្មចារីហ្នឹងផងដែរតែប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងចុះណាក្នុងគោលការណ៍នៃពុទ្ធសាសនាគឺចាំបាច់សំខាន់គឺការពួនសង្ឃមហេតុអីបានជាការពួនសង្ឃមនឹងជាការចាំបាច់ពីព្រោះទ្វារិថៃរបស់យើងកាលណាជាបណ្ដោយឲ្យទៅតាមប្រកដីមិនផុតអំពីនិវរណៈកើតទេកាយទុច្ចរិតយើងអាចការពារបានវិច័យទុច្ចរិតយើងអាចវាបានក៏តែចំពោះនិវរណៈយើងអត់អាចវាបានទេតែលោវាបានឱកាសវាកើតយេតនិវរណៈមានអីខ្លះកាមឆន្ទៈ
say tiệt chia ba tệ ưu thế chả có cái chả thay dương mệt thẻ vị chế cái chả anh nâng ta vì miên ọc cá cứ việc cả rồi ọc cá bò bò vía cứ cả lịch sử tệ này anh hỡi nâng để dưỡng viên chất về lưu phố từ 8 ốt thời trạng việc ca đòi xoay vào vọt phần thất bởi xa ca giữa tư chế rất dưỡng ảnh vì về chơi tư chế rất dưỡng ảnh vì bà còn chung phố hân ni vừa rừng nạn ý ọt miền dì rừng vì ấy ta nụ bàn ọc các bực bàn ọc các bực hãy cả nà việc ca đi lục cư chiêm chát lộ tha vì mình ổn tà rãi cả nà vì cát vì trâu ổn tà rãi hay chú bố chết bó chương nô còn tay dương dương ổn đắng dương mình đừng thà vì ổn tà rãi ấy nên ai chong ngôi ngôi tự ai chong vừa rực vế có rô vừa rực vế tự ai chong xa lành mít xa lành tự dương ổn rô vô cực còn tay khả nạ nâng cư chua tha dương bụng tự bị chuông nâng xì kỳ đấy ổn ổn tà rãi nè ni vừa ra nà đi bây giờ nên dễ ở chôm bên tế dừng bài mô ta ni vừa ra cứ cứ chứ kể lẽ khót nơi cổ khót nơi cổ xò cầm thấy ọt mê nên nè ni vừa ra nà dừng bài ở chôm bên tế cứ cường rì riêng phá lâu ta càng phê nếp biển ni vừa ra nà nên nè bây giờ nên dễ ở về chỗ trở thức cứ chữ cường để rìa riêng khót khăn ông pháu tự cản bệnh này biết thế bạn sẽ đây thay mệnh cái ná ni vừa ra nạc cao đã hơi bánh nhà cứ sở rốt tự tập đó thấy ca chùm ra nơi sự tập thân ca chùm ra nơi vipassana vì tự ca bánh nhà ở chỗ bánh nhà ngợp mấy rối bầu ni vừa ra nạc về phó liệp biếm chẳng chứng bán chỉ cố cá nó khăn ông phổ bột ở sát sát về trở tới miền cá buôn sông ngọt nữa trở cá buôn sông ngọt có vấn đề chúng buôn nè để chúng ra nơi vipassana để lộ ở miền ăn chia sẻ không cá chúng ra nơi chất ngọt đôi chỉ cần chuộc nơi aram samatha để aram rohot sai sập đội lục rùa ôn trên chùm đời cầm bông tại bờ riêng ra tháng ngày nè vì miền lục lá lục ăn chia sai lục lục bên chia thung nguồn ấy nơi công ca chùm ra nơi sa mật thạ thế còn tới lục thung nguồn công ca chùm ra nơi bản nhã thân vi pa sơn na chứng ni vừa ra nâng việc rùa sông con bình thường nhà nâng thứ mấy nâng bản nhã thạ vi pa sơn na cả bản thạ ở đây sốm bây giờ ca chùm ra nơi vipassana ní có trâu tay mi sa ma thị chết đại có vấn tay viêm rồi hốt đó là thả upachara sa ma thị rư cỏ rồi hốt đó là appana sa ma thị và thom chiến tu thì dễ chiến tế có vấn tay dương trâu tay miền chùm niên ói chia khá đi cắt sa ma thị để ruông chùm mùi nâng dô ní sao mê nê sa ká rã khăn ông ká xâm lấn nữ xâm lấn nơi liệt khả nã rồi bỏ rụp bật thốt nâng niệm bật thốt để cầm bóng để bật gót tam thuy nà mùi tớ ta ôm chọc cho nịch à xa mà thị nâng bật tớ chọc cho mùi nâng dô nị sao mà nè xa kà rạ tham mọc vì ấy đảm bấy ở việc xung gót xung kênh nơi ni về rả nã cầm ở việc ngớp để việc thua ở ổn tà rái nơi bánh nhà bởi ni về rả nế việc thua ở bánh nhà tuôn sao nên chẳng việc ngớp mấy rùi chẳng to tế dương riêng ọp rung nhạc nạn dương cuối xâm đáng thô hình chân cả bán cuối xa đáp thô hình chân cả bán dương riêng đôi dương cuối mà này ai nhận cuối chung vinh chung vui nâng mà nút sừng thất có phải tại dương ai thua khuôn chân đối dương cuối tại mà này ai thế nhỉ sức ta vật hạch tam lâu rồi bỏ ổn chẳng nâng chung vua nệ để ngôn nông cá chấm ra nơi vị bà sơn à còn thế bà sơn chi
đôi chia côn cha bàn lợp ông pi từ đây bỏ chế chụp để bỏ ông trong sầm này máu cứ bỏ ông sầm này từ rơ bộ coi để trường lợt 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 sát ta sama thị sát ta sama ba đai pi pro bỏ ông lợt dùng mà prab dơm đây prab yuộc nè on prab dơm người đôi chia dơm ta xa côn gồm đây ta xa vô côn khi nhom nu việc khôi chơi việc khôi cho kìm đại gì đây cả ta cả nàng dế cứ kỳ lớn vô ta cố đá là o prab nè đó tề già ná cá pịa prim và đại bảo presama sampot bọn tru sam đáy bọn chớ rú sát tờ mà ha sa vẹ là o prab ở dưới con cá đắng rướng cá pro tề phạt nâng đội khnien cha nó con cha kẹt con cha đến đây chùa nó là kêu chim cha papana thế con chụp bộ anh cử tiếng pi bạn bình dương sẽ đầy nồng bọt đầy bề miền bề phía bằng trồng tra sầm đầy pi bờ đê sa la nang pi là cả buồn sừng ngòm anh khởi bề tắc cả thà nắng bình dương sẽ đầy nóc nồng bọt nắng có tiện tôn chiều mùi nồng cái dễ bị về nồng liệt cận nạn này cả buồn sừng ngòm hay nồng chiên nó cứ bàn đòi chết tạ bị về để từ bậc cọp nồng cả chấm ra nơi cam mặt than rồi có bộ cua để bàn nơi sama bát bồng bầy hay nó có một hà chiên đấy, rồi thà bậc cô để cầm bông để ôm rôm, nơi bậc cả mặt hà nắng, có chôn nóc nong này chiên đấy, rồi có già nào nó cùm, nóc nong phổ Phật Sa Sơn ni tam chôm chôm nam đòi chán, ao tệ khơi biển chiên nổ. Chi yết nô u ti hát đôi chìa bóng sâm lạnh yết tha ha vê ba tô po vân tê thom mi a ta bê nào chi yết tao prim nà sa ở tờ lưu sô bì bê lê tà chi yết nô ku dương nhẹ sắp tới đấng pi aramano panichien muối cứ nâng lệ khả nô panichien muối aramano panichien sầm đại thì là sầm bán bát thom chien tụ thì dễ chien ấy tới rồi hồ đào a ru bị chien ấy chẳng ta ấy chụp bộ lệ khả nô panichien sầm đại do vipassana mẹ phò nâng phần thạc thá lộ cho anh ta phải chịu cho bác chẳng còn cho anh ta chứ bất kỳ anh còn chắc bố, áo con lục rộng bố hay lục nông này tiệm tồn bánh hạ tỷ bí để lục rộng bàn phải chịu màu nắng mơ tất nâu mình toàn thả dù chỗ chất lục nông bọt để bọn xung đáy vì lúc bây giờ khẳng đạo vì thăm mê sổ ní chỉ chung một này khăn pram chỉ chung một này khăn pram chỉ đạo nâng đại chỉ cưỡng ao chỗ đó bị bạc sản à nâng thăm mê sổ nâng hay anh lúc thăm mê cha rấy cả bộ bật thù là xóm cua cứ cả bộ rộp thô từng nốt đòi cả bộ prất nơi vị bạc sản à thô tam xóm cụ. Chắc mơ khăn ông sẽ đầy đầy bình chùa lắng. Này tì mũi hạ bầy đôi chìa nọc nóng rương này cả ọp rộm nơi vị bạc sản à từng ọp. Bạn bệ tạc thà nọc bình chùa này mà dạng tiệt lắng.
đôi bìa để thọp bàn lư mau nó không thể thầm mí nụ thầm mà bạn đi bạn chẳng bỏ thì bạn nụ thú xong cua đỏ thù chẳng cả bỏ thì bạn thù ná để thôi xong cua đỏ thù mà nó bị chùa bị bị bác sân này để xong cua đó bởi nó bị đỏ lô cốt đã thù chẳng bạn sẽ cái đây nâng bạn bởi đặc thà lúc bạn bình dồn này mà dàng tiết nó chỉ chung một này lô cốt đã thù hãy nụ thò mà chà rây cứ chỉ chung một này vị bác sân này là cả ở bà rùm đào ấy lực rù lợt là ơn bì phía xa nấc tự tàm đổi thái chuồn ở bọt nốt kì sẽ đạp phía xa nấng tự bởi dương cực tự tàm bởi dương có và tự thòm miền nặng bỏ tự bạch thú xóm cua đọt nông chạy tự thầy bị phọt nâng thòm miền nặng nấng thì chạy tự thầy bị phọt nấng phải tự đọt đọt thua tương lai nó mới dừng cực tạm này bà lây bà dừng có để bà đẹp tạc thà lô bình dốt tại đời xa phía xa đại dương này dương bì thòm mê số này chắc là nụ thòm mà trà rầy nó cứ thà phía xa nó cứ nệ sọc nó cứ sẽ đạp bàn bà dừng cực chân bàn cực lành khắc vi này chạy báo tại chân cua canh dốt tạm bà dừng có nâng rứ bà canh tạm cho bà dừng có ai khóc một nông bà bốt tệ đầy cả chúng khi trâu sầm rú vậy còn nó một tờ tám phía xa rồi bóc bê đầm miền một phía vịnh ọt cạn ọt cạn dục tam bật lấy vậy còn thì cứ thuần máu nó nóng bật bật theo đề cả rồi bóc bê đầm miền một phía buộc sao mày nâng cứ bỏng prau phía xa nâng nè sọc nè chuyền nó bọt nâng cái sạp bàn có bỏng prau nữ phía xa nâng chẳng tử hay nông chấm nồi mùi tiết nông này đã cứu bạn rất tân y mà ông bì tân hạc hay giang bạc tây giang áp bà mặt tàu này chị đào ấm nâng để bọn trung xâm đại học bộ cuốn để bà thân à nơi cả ọc tư này tân hạ tì mùi nâng cư bọn xâm đại thà áp bà mặt tàu này chìa bộ cuốn mân bà mát tì bí anh nên là mù cô này chỉ bậc cô mình là nguồn khá lớn mình cô thế đấy là ngày hay trong giờ đợt mùi tiết bọn sầm đại bị sạt tàu vá hay đằng sạt tây má song kha tập thầm mố ni dạ táo bát thiên và đại bọn sầm đại nó cứ thà bậc cô đại bạch na nữ cả ở tờ này toàn hà nó trâu miền thù bờ màn chấm nói nâng miền áp bờ màn tàu này chuyện đào nâng hay trong sạ xuôi nó nông này tiện tô nâng sắp tàu và nó nông tì ni đại bọn trùng sầm đại nó đòi ăn chẳng là sầm ông thầm san tận địa nó chui bị dồn nông sẽ đây này bậc thù là sầm ạ nô mô tận địa còn à, nếu khả năng sọt tà vá cứ miền sọt tạ còn là miền sọt tạ nếu khả năng thì cái đấy đã bề phải chạy phật bàn thầm đại tần hạ cái giáng bát thầy giáng áp vào mặt táo bộc cơ đã mình phàm ma còn là nắng cứ nơi khôn sẽ đây ta tận hạ khởi giáng bát thời giáng bát thân á nơi cả ở tận hạ cứ phải đi biến nắng cứ ban tâm đại bình triệt máu nơi khôn cả đại bậc quân bên bờ mát bát thân á nơi cả ở tận hạ nắng cứ bậc quân nội ấy trở tại anh lệ mù cô nắng à mình bên chỉ bậc quân nguồn khai nắng trở bậc cọp chỉ mùi khné nắng cứ sập đầu bà nắng ngày chậm nàng ngày trời miền cà sắc xa ở bàn nơi cà che đần hơi miền smart đầy mà đầy nó mình chậm buồn để sẽ tập thà nè thì pro và kia thà nó miền áp vào mặt tàu rồi hay chẳng bàn sẽ tệ mà nấy sẽ tệ mà rồi sẽ tệ mà nó cứ sầm đau vô sẽ tệ mà đây một bậc cọp chỉ mũi sập tàu bà thì ai cứ cà để chậm miền sẽ tệ rồi lật chậm bàn
đôi sự tệ bề non ấy chẳng cứ ấy tạ thực kia nông sự tệ để được sắc xa riêng sâu ấy ấy từng ở nâng nâng anh nâng anh đại phổ biến tới đầm bay sầm rạch nơi bề nếp biển cứ ta là miền anh này lẽ mù cô sật đầu va hay nâng sự tệ mà nâng anh chẳng ấy bàn chôn mà nông và thua hàng cày tiệt nè hàng cày tiệt nè cứ bên chia đào ta sang khà tạ thầm mố cho nó là ngay anh nó cứ chia bột quế để miền thua bàn bị chà rồi nà hơi anh nó cứ sầm ra chia bảy hạ xây khẳng cái nè là ngay miền nịa tàu nó chỉ mua này ở đây giờ mẹ nịa tàu nó chỉ mua này ở đây giờ mẹ đại tiếng hơi nâng vật thiên nè vía vá đến vật thiên nè vật thiên nè năng ban miền thì chỉ giếm cho nó cái nè năng ngày chẳng cứ quân ở thua năng lục phần giờ thịt bẹt thà phần giờ chẳng là đang khi mình nói cho an và cọp xong làm bài bàn châu rùm khi nông sĩ cái đây năng tham ăn tàu quân cha chăm bẩn to ấy tới tiệt cho năng ngày mình nói cái là rầm lực trên dẫn đệ năng ấy chẳng tới lục khu bọn gặp chập thì cái đây năng bán gặp châu rùm thèm ấy bàn tay khi nông nơi con ông bày đọt lên sai sẽ phụng phí nè, nơi con ông xây khả sốt trong bùa sai prám ở đây nè, mà nếu vì khó tầng lái, thua tầng lái prám phí ni, rồi mến bảo bật tới đầm bấy sẽ cái đấy sạp xôn đó xây khả vì khó, mến trăm nó phải thói chuẩn ở đây nè, nâng nè, sạch tầm mê phí cơ vế thăm mê xây khả sạch vì khó náo, bạ rể hà nà dế sang vọt tầm tệ, cắt tầm mê sạch tạ nè, ta phụng bèo giang nó xây khả lá thì mũi cảm má ra mặt tá đến cứ đặt sự cái đấy treo ó không càng nghe mùi mùi tiết thì cái đấy treo ó không càng thì dễ tệ được cha mới được thả mùi nó bây giờ thì bấy sự cái đấy treo ó không cá để lụa mùi thì buôn thì cái đấy treo ó không cá và cóp đời khnì khnì mùi thì prám sự cái đấy mình cướp cồn thuế không ăn trí chẳng lại mùi thì phần mũi ca mình đăng vào má không phôi chuồn mùi hay nâng mùi tiết cách là bỏ sáng tại miền khăn ông sáng vì khó mình bị chà rả ná khăn ông cách nụ bụi bà rẻ thề rã khăn ông sáng nẹ đăng nơi rẻ trầy vến bụi dũ nẹ nằm tới nơi phía rẻ bụi thề rã tiền nụ còn nâng bà cót đòi ca nghe nụ được chứ nọ hỡi đo nơi ca bà cót để khá luôn ánh mùi cứ tì vòng bì nế bàn đây thà kịch bỏ sáng tại miền nông sang bị khó mình bị chà rả ná khăn ông kịch nu để phụ bệ thề ra để chà chà ấy chẳng tới đầy lộ trời phơ nó cứ bàn đây tha mình miền tức chết á mình miền ào bơ tư nơi khăn ông kịch càng nghe nó cứ tha tục ai bệ thề ra chà chà ấy nó lộ phơ ấy được luôn lộ ấy chẳng tới nâng ảnh đôi chìa thì họ tha bảo bằng chìa bùa ấy chẳng là biệt nâng ấy chẳng á nâng ảnh nàng ngày cứ tha ao lục phơi đại khuôn ai chẳng nên cứ không chỉ cái đây tha ắt ao phơi ắt miên chỉ cái đây của rốt đó có thể ra chả chả để đặng nơi đẹp trời du nàng ngày nên nhâm nã cái đơn để rập tận địa máu không chỉ cái đây để tha sùng bái để xây khả vì khọ phong chẳng nàng ngày rồi tới miên thua bồng pi và cà nàng tới tới chia miên thì cái đây sạp sồn nó sạp sôn nó mềm ban đây tha tới thưa ấy tới chỉ phải thôi chuyên ấy vĩnh thế anh ta tha cái nòng ăn tập hiệp nâng cái nòng chiết nâng ăn miên ca chìm ra anh ta đói ở đây giờ mẹ cho ăn lơ tự tiệt nữa nâng ảnh tầm nuông chẳng hay cho tầm rắm đào mao đây mình miên chia sẻ khả vì khổ nâng nâng ảnh về miên đôi chia nơi cái nòng cảm ma ra mặt ta nâng ảnh ai phía xa ra mà ta sát ra mà ta trích o trên nâng ai trích o nâng đi dây tê chan gật tha nứt tê ra mà ta trích o nâng đi lụa sang gần nệ ca ra mà ta sát về miền rừng trích o nâng ạ trích o nâng ca chìa bộ chìa bò đòi bụ nâng hay anh trì dê sọ ạ cốt tạ thuê ra ta nâng dân sẽ đạp bàn hơi thôi chìa nêm ạ mặt ta nhu ta nâng ai hay nâng ti trong pi tay nâng phần năng rằng bàn chìa cái tệ nơi khăn ông ca sân đền và thua đó là o bê lê rệt trầy nè chung cân xung
chư rùm chung bố sụ tạ và sụ tạ và lúc rùi chư mình chá lộ bàn bị chịa rùi hái chư bố chồng đếch chân bàn chú hay bàn thư sĩ kỳ đầy cọt sống có sự tờ và nếu chúng ta mà ta chỉ nhẹ chế đắng. Nhẹ chế đắng, nhẹ chế đắng rừng ấy. Cứ ban dịch ở đây tha chỉ nhẹ chế đắng khả nông tục phía sát của trợ đắng. Chế đắng nơi khả nông sụ phía sát của trợ đắng. Trợ đắng tự đào áp tự đăng tự đạo thọ nâng chỉ niệm sự tạo và nó cứ sầm đau từ lời đàn ạ hãy đấy ban chia tự miên chúng này chế đăng skol ông phi túc phía sát ông phi sụ phía sát vì bố bỏ ốc để bỏ ông trông sầm đầy máu bỏ ông sầm đầy tiên vị bát tiếng sâm bát nông bộ ốc rồi bộ bệ ọc vọng tiếng sâm đánh tiếng ca mênh miên nơi bệ giáo tiếng ca miên nơi bệ giáo vọng trung sâm đánh ông bí ca vị nế vọng trung sâm đánh ông bí ca chôm ra nâng bộ thô để vọng trung sâm đánh ông sống đây ông bị côn, ông sống đây ông bị tổ. Tới dương nè, sống đạp nâng, dương miên chùm nè, chế đăng để sụ tạo và nè. Miên chế đăng dù nửa khăn ông thó, dù nửa khăn ông át chùm bước. Túc phía sất để ông trung sống đây. Tiếng sụ phía sất để ông trung sống đây. Ấy, cái này nó xâm khăn là, cho nên dương ở đằng nơi ăn ở đằng nơi thọ thế cứ việc ở ai mau thầm miên được thầm mà bạn để bạn bàn đấy ở mau tự ru vậy vì rồi dương ở dù nơi khăn ở với để chỉ ăn ở với để chỉ thọ để bọn trong sâm này chứ cả bạn để bạn bây giờ cứ ở tự ru vậy vì mình đang thật chặt ấy nâng đặt thơ ấy nâng chẳng bởi dường dây ông phi rương con sơ riêng vĩnh con sơ riêng vĩnh cứ tha đó ta bày khai thiệt bà lón sợi cô vi ọt chế sợi cô vi ọt chế sợi cô vi ọt chế à chăm nó biến tịnh tuổi à chăm tịnh tuổi nâng có chuông cá gồm trâu tiết nhưng chẳng đòi tập bê à chết đòi thay và long viêm đăng thật anh trâu mơ ấy anh trâu chạp ấy tiếp về thằng đời trẻ giang ná chung bố giờ nệ cứu nhóm đi dây dân nệ cứu vô là vô là biết được con khám anh về đi ta về riêng tới về à bị đau chán về ở riêng rõ đòi tập bê chết và long vì bạn bị kết khom riết đang chẳng vì mình đang chập ấy anh em muốn anh em cá bơ vì mình che sương sờ từng ngõ ấy anh lại bị như vậy ai chụp bộ sổ tạo và anh ấy chỉ nên che đăng đấy cái nệ riết cái che đăng tàng lục đáp đó là pe bờ lóng cái đăng thà à mau đi ngày đấy cái từ bờ lóng ấy cái mơ là nâng pro cái chọn chạm rồi ở ấy anh đừng chẳng ấy dạ ná chúng vô sụ tòa vã nó đôi khả nịa cứ miên chúng này chế đăng nơi khăn ông áp nơi khăn ông chuyên chế nịa khăn ông áo vấy để bảo ông trung xâm đáy chế túc phía sách tiếng sụ phía sách cứ vua tiếng bị bắt tiếng xâm bắt vua ông bị ca vị nịa vua ông bị ca chọn ra tôi thì dương cái dù nực nông áp nực nông thô nâng anh bạn
vì rừng chán mà thầm vì nó thầm mà bà đề bạc bạc. Bà dùl áp dùl thô ở bàn thế mà bà đề bạc có tàu ở rùi thầy. Vì mình đang dịch chạp dậy, vì mình đang thật thơ dậy. Tôi chỉ nghĩ vì rừng sạch tập than, tôi nghĩ vì bà sản ác không đang thơ mệnh, vì ọt đang thơ mệnh. Nên chưa bố sốt tàu mà nên cũng chạp tiếng toàn chú mùi nên bà đề thả thả thị thật của nhà này. អរគុណគ្រូបងចឹងណែនៅក្នុងនិតទេលោកបញ្ញុលសត្តវានឹងព្រះថាសត្តវាអ្នកចេះដឹងគឺព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនោះជាពហុសោត្រួតត្រងនៅចំណេះសន្សំនៅចំណេះពួកធនាដែលល្អខាងដើមល្អកណ្ដាលល្អទីបំផុតប្រកបដោយអត្តប្រកបដោយជាញ្ញៈប្រកាសនៅព្រះមច្ឆរិយៈដ៏បរិសុទ្ធ បរិបោពេញលែងពួកធัวមានសភាពដូចឆ្នោះគឺព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនោះបានចេះចាំច្រើនបានត្រួតត្រងទុកចាំស្ទាត់រួតមាត់ចូលចិត្តច្បាស់លាស់ចាក់ឆ្លុះដោយទិដ្ឋិមានថែមទិដ្ឋិយាសុបដិវិធិតិសត្វវានឹងទៀតគឺចាក់ឆ្លុះដោយទិដ្ឋិនឹងទៀតកណាហើយក្នុងអត្តកថាលោកក្រានពយល់យ៉ាងខ្លីថាអាកមៈណាទាំង អានឹងបរិយត្តិទេណាអាកមៈណាបរិយត្តិបរិយត្តិបាទទីកមៈហ្នឹងលោកបត្រាបាទចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកក៏អនុញ្ញាតចូលរួមខ្លីទុកឱកាសជូនលោកគ្រូធម្មចាស់ឲ្យចម្រើនណាស់ណា ថាក្នុងនាមសូមបីព្រះអរិយបុគ្គលហើយត្រេកអរនឹងការងារហ្នឹងតើការងារដែលត្រេកអរហ្នឹងត្រេកអរយ៉ាងម៉េចគឺពេញចិត្តដោយអំណាចលោភៈដែលលោភៈនឹងការងារហ្នឹងឬក៏ការងារអកុសលដូចទ្រុសសិលអត់មានទេចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងតែត្រេកអរដូចពេញចិត្តនឹងការងារទៅភ្លេចភ្លេចទៅប្រហែលជាអីហើយក៏ វាអាចបាត់បង់បងសំដីបាត់បង់ត្រៃអរនឹងការងារត្រៃអរនឹងដេកលក់ត្រៃអរដេកនឹងឆានកថានឹងយល់ហើយឥឡូវនិយាយទៅដេកកណាបុកគ្នាណាគ្រោះថ្នាក់ទឹកជន់នេះណាស្អីណាណាឆេះព្រៃអាម៉ាហ្សូនណាមិននិយាយទៅប្រុសប្រាយទៅហូបនេះហូបនោះអានឹងវាសំថាអញ្ចឹងតែដល់ត្រៃអរនឹងការងារនឹងគឺថាតើការសំដៅលើត្រៃអរយ៉ាងម៉េចគ្រូត្រៃអរនឹងវាពេញចិត្តយ៉ាងម៉េចដល់នាំឲ្យបាត់បង់នៅសាបសូន្យនៅ ដែលពិខុជាសេខៈហ្នឹងណាការងារហ្នឹងពលិគេហៅនិវកម្មគុញចាបាទនិវកម្មហ្នឹងគុញចាទេលោកដាក់តែការងារអញ្ចឹងមកអត់មាននិវកម្មអ្នកការងារត្រៃអរនិងការងាររបស់ខ្ញុំព្រះកថាលោកអត់បញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះមហាកាចាយណៈលោកបញ្ជាក់ កម្មង្ហុកម្មលក្ការីនឹងគឺថាកុំឲ្យធ្វើនៅការងារពហុកម្មនឹងគឺនិវកម្មនឹងឯងបើការងារដោយបដិសង្ខរណៈអីដើម្បីបូជាដល់សង់ដោយជួសជុលអីហ្នឹងគឺបានប៉ុន្តែកម្មង្ហុកម្មគឺនិវកម្មធ្វើថ្មីសតហ្មងណាចាំបានពេញចិត្តនឹងការងារថ្មីថ្មីចេះថ្មីទៅឬក៏ថា លិលិស្រីលង្កាទៅលិលិឥណ្ឌាទៅលិលិភូមាទៅនឹងកិច្ចការងារវារវល់ច្បាប់ដែរច្បាប់ជាជួញញាតញោមទៅណេះទៅនោះទៅអាចផ្លេចដែរនឹងគឺនឹងសូមអរប្រគុណតាមពិតគឺជាជិញជាអ្នកមួយបច្ចៈថាវាបាត់បង់នៃការប្រតិបត្តិវាបាត់បង់នៅក្នុងការសម្លឹងបាទ ពីរវល់តែពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានជាការចម្រើននៅបញ្ញាអីទេអញ្ចឹងវាបាត់បង់ពេលវេលាក្នុងការសម្លឹងពួនសំងំហើយនឹងការអប់រំចិត្តដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់វាបាត់បង់អានឹងឯងបានជាព្រះដ៏មានព្រះភាពផងថាកុំរវល់អានឹងខ្លាំងពេកត្រូវដឹងតាមការសូម្បីតែសាកច្ឆាក៏ព្រះអង្គប្រើពាក្យ តាមសំគួរដល់ការនិយាយធរការសាត់ជាធរអីស្ទើរតាមការជួនកាលយើងធ្វើទៅវិជ្រុលវាទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអាការសម្លឹងនៅកម្មដ្ឋាន
การปฏิพัฒน์เนาะปักปอลออดเมียนบานขนมการสำลังไอสอนให้อาสำลังนี้วิเตตินจะมือนเรื่องกาเตียงวินัยเตียงปะหานอาวินัยปรามหนึ่งปะหานปรามมันจังเลยคนนะเดี๋ยวเพื่อได้การเติมสำลังดอลยึดออดรบวตการเงี้ยนั้นอันจังสังระวินัยก็ออดปะหานวินัยก็ออดนั่งคือสำคัญในขนมปูศาสนานี้เดทั่วเอายังรู้พอจะตุ้มเติมปูอัตรองสังวรวินัยนั่งปะอานาวินัยนี่เองนั่งจังทุกคนจังตามเข้มสระบกรบยลและขนมตามขนมในปะในบัดนั่งคือบานยลท่ามนุษย์มันเนี่ยนั่งตามมาเสียสลายมันไม่ท้ายังเตรียมเมียนดอกเคลียร์ดูดอกเคลียร์ยังแต่เตรไปสตาร์ทนั่งก็สตาร์ทเขาโยนเขาปิจารณาให้มันทับปะได้ใส่ไปสตาร์ทไปเรียนเตรแต่เรียนเตรแต่สตาร์ทยังให้ปัญญาวิเชียรเอากานะได้ทากูซามดอกเจสโดยขนมโดยครูเลิกลางปีกันนะเกะกันนะกะก็มกเรียนโซดได้ยังเอาได้เตรเมียนยังไม่เตรก็ไล่สงบสงัดไปเรียนนะทากขนมชีวิตประจำไงเตรใจไปเรียนแต่เมื่อแต่ไปเรียนนั่งทากูยังไอปฏิบัติอย่างไม่ดำใบบานสงบดังวับตามเรียงอ่องเรียงคลุนเตยไหลเตี้ยสงัดเตยกลเชอเตยอย่างนาสงวมเตยให้ปิจารณาโทเตยให้สักแซมันได้กิจมันรู้เจ้คือถ้าเตยแต่สักซานไงสักซานเตยแต่สักซานนั่นคือจังนั่นสนามเตยส่งไปอันยานนะนึกเตยเรื่องการวลนั้นโดยที่เปรียตัดฉะเป่าถลานั้นไอ้ลูกวรวรโดยขนมการเรียนในนั้นนั้นยังเกิดได้ด้วยท่าขนมสังวระเต็มปีขนมวินัยเต็มปีนั้นลูกมีดด้วยก็ลูกมันมีดลูกรู้อัดมีดนะมองตัวเตะเต็นชื่อมวยนั้นสังวระวินัยนั้นปะหานวินัยได้พระองค์ตรงสำแดงคือการสำแดงปทอมวยการสวัสดีปทอมวยการเตรรีปทอมวยจะจะเตรรีโดยยังเรียนแบบปทอมไม่ยังจะเตรรีเองเช่นแต่อันนั้นคือวิบัติบ้องเนื้อสังวรวินัยนั้นปะหานวินัยอันนั้นสังวรนั่งดูยังรอบตั้งวิจูนขนมสลกรุ๊ปนะสลตึงออกให้เนาะสังวรเลยบ้างปัจจัยบางยังกึศตึงในขนมโดยจีนในขนมกาอปรุงยิมราตะปัดทานวีรเตะไม่ได้เจตัวสลตึงอัดกาดารุงจมวยเด้งจังยังก็ไปโพธาเป็นสตปทานก็มันมีสังวรได้หรืออ่ะก็เป็นได้เมียนบุพเพในสตปทานนั่นทีได้ยังเลิกอมปีอนุปปะสักขามาเนี่ยวิมีนบุพเพนั่นทีเตรสละสังวรเอนตรียะสังวรโอชเนมตังยุตาจีกิริยะนิโยกนั่งให้นั่งปปุกะดกสมาชิตดำใบกรุสุกอนนั่งปปุนิยรณะนั่นนั่นคือจะได้สามีนเสร็จมาปิดดำโบมาเออมีนดำโบมาวันดอกปัสสนะอันนี้ปิจิลตะพอลยังมาตูลบานสตปทานในตาโดยใช้ยังปัญญาตาไอ้ชั่วสัตว์ประธานมีเซลล์อัดวิมีนทำไปเดาบอกอัดมีเซลล์เต้สัตว์ประธานก็อัดมีนเนี่ยก็จะได้เนี่ยเด็กปานจุ่มร้านสัตว์ประธานสัตว์ประธานได้กล่าวนั้นคือเนี่ยนั้นคือชื่อเนี่ยมีเซลล์สไลด์บัตรได้นั่งจะยืนเองยีท่าอู้เนี่ยนั่งปานตอนสละดิพลงคอนเต้อัดมีปานเรียนพระที่พงมวยอัดมีเราเปิดเลยเต้ไปได้ยีจังปานตะเกียรติตอนพระดิพลงไหมอาทิมเป็นแล้วก็เรียนรู้หายนั่งแบบมีในใจนั่นแหละพ่อนั่งใจ
ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលរួមបន្ថែមពីរឿងដោយថាវាមានរឿងខ្វាយខ្វល់ទៅដូចជាព្រះមហាសិវៈអីជាដើមក្នុងអត្ថកថាសកបញ្ញាសូនហើយនឹងដូចជាតិចណានេះកពីតទេមិញណាហ្នឹងបើណាតិចតិចបើតឡាណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើដូចជាយើងបង្រៀនធម៌ឬក៏ស្ដាប់ធម៌អីដែលតាកទួមទៅនឹងកម្មដ្ឋានឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះខេមកៈសំដែងពធัวអីអីចឹងទៅលោកសំដែងដោយវិបស្សនាហ្មងទៅហ្នឹងឯងទាំងលោកអ្នកសំដែងក៏សម្រេចទាំងវិខសំ60ព្រះអង្គក៏សម្រេចឬក៏ដូចជាក្នុងយមកៈសោតព្រះសិរីបុត្រសំដែងហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងតែម្ដងព្រះយមកៈក៏សម្រេចទៅតាមហ្នឹងចឹងគឺត្រូវមានការសង្រួមទៅក្នុងពេលសំដែងធัวឬក៏ស្ដាប់ធัวទៅតាមសេចក្តីនៃប្រសូតនឹងដែរតែដល់ទៅនិយាយជាទូទៅដោយលោកមានគណៈច្រើន18គណៈអីអីសរុបទៅសរុប10000អង្គអីចឹងទៅមិនដឹងជាលោកបង្រៀនអីខ្លះមិនដឹងជាលោកត្រូវខ្វល់អីខ្លះណាហ្នឹងឯងទៅណាកំចាស់ចប់ហើយសូមចូលរួមក្នុងនៃតេតតងនឹងការត្រេកអរនៅក្នុងការងារពេញចិត្តនឹងការងារទៅចោលការសិក្សារៀនសូត្រនៅថាដេជីវោដេថ្ងៃវោះល្ងាចអញ្ចឹងណាណាដេជីវោណាធ្វើធម្មក្រឬក៏វត្តពន្ធចង្កេះឬក៏ជើងបាតអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺថាការដែលត្រេកអរនៅក្នុងការងារគឺបញ្ចិតនៅក្នុងការងារត្រេកអរនៅក្នុងការងារធ្វើរហូតទៅវាបាត់បង់នៅការសិក្សាក្នុងឧទេសហើយនិងនិទេសអញ្ចឹងបានសេចក្តីព្រះតកថាលោកបញ្យលនៅក្នុងរឿងកិច្ចដល់ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការងារណាដូចជាកិច្ចវត្តឬក៏កិច្ចកម្មត្រូវធ្វើហ្នឹងក៏ធ្វើទៅដោយជាការបោកសម្អាតទីកន្លែងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាត្រូវធ្វើគឺធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលវេលាដែលត្រូវរៀនឧទ្ទេសគឺត្រូវតែរៀនពេលដែលត្រូវធ្វើវត្តចំពោះបច្ចេកដីអីអញ្ចឹងនឹងមានវត្តសប្តាហ៍នេះក៏បងគ្រូចាតការនឹងរៀបចំឲ្យមានធ្វើវត្តចំពោះបច្ចេកដីណាដូចជាលៀនពោទីព្រឹកឲ្យត្រូវបោកសម្អាតដាក់វេនតាមអង្គអង្គហ្នឹងត្រូវឲ្យមានវត្តចំពោះបច្ចេកដីហ្នឹងគឺបោកសម្អាតនៅទីលានបច្ចេកដីហ្នឹងរៀងរាល់ថ្ងៃតាមវេនហ្នឹងយើងធ្លាប់តែធ្វើវត្តចំពោះបច្ចេកដីធ្លាប់តែលើក្នុងកម្ពីនឹងមកអីអញ្ចឹងឥឡូវលោករៀបចំឲ្យមានការធ្វើវត្តចំពោះបច្ចេកដីដាក់វេនរៀងអង្គដល់វេនថ្ងៃណាអីចឹងអាហ្នឹងគឺថាឈ្មោះថាជាអ្នកមិនត្រេកអរនៅក្នុងការងារបើតែការងារហ្នឹងវាមានតិចតួចដល់ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យចប់ទៅដល់ម៉ោងជាពិសេសដល់ម៉ោងរៀនគឺរៀនណាដល់ម៉ោងធ្វើវត្តបច្ចេកដីក៏ធ្វើវត្តបច្ចេកដីហ្នឹងទៅនឹងគឺជាលក្ខណៈមួយដែលលោកបានបញ្យលក្នុងព្រះតកថាហ្នឹងលោកថាគឺជាឈ្មោះនៃការមិនត្រេកអរនៅក្នុងការងារហ្នឹងចូលរួមក្នុងសេចក្តីនៃពធូសូមអនុមោទនីគុណាសាធុនឹកទៅនៅក្នុងសព្វាសវៈសង្វរៈសូត្រដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងអំពីវិខុកាលបើអកុសលវិតកៈកើតឡើងហ្នឹងក៏3ញ៉ាំងនៅកិច្ចតៃមានអ្នកវកម្មជាដើមហ្នឹងដើម្បីកំចាត់បងនៅអកុសលវិតកៈហ្នឹងអញ្ចឹងអាកិច្ចការងាររបស់លោកដែលធ្វើដើម្បីកំចាត់នៅអកុសលវិតកៈហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគិតថាពេញចិត្តក្នុងការងារដែរអញ្ចឹងតែទានម្ដងទៀតមើលខ្ញុំស្ដាប់តោះដែរដូចនៅក្នុងសព្វាសវៈសង្វរៈសូត្រដែលលោក
ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងពីការរៀបរៀងនៅក្នុងអកុសលដែលត្រូវកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាលោកណាត្រូវអកុសលណាវិតកៈនឹងគ្រប់សង្កត់លោកអញ្ចឹងលោកថាសូមបីតអ្នកកម្មសូមបីតដេជ័យវអីដូចលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាកាលមុនថាដូចថាខ្ញុំចាប់បានពីមួយថាសូមបីតដាំបាយទៅអកុសលមកកើតណាអានឹងប្រើលើកឧទាហរណ៍អានឹងពេញចិត្តនៅក្នុងការងារហ្នឹងឬក៏យ៉ាងវិញរອບចូលទៅក្នុងចំណែកនៃការពេញចិត្តទៅធ្វើឲ្យវិលិះមែនកាលណាយើងពុំធ្វើការងារអីយ៉ាងហ្នឹងគឺអកុសលអត់កើតបានទេដែលយើងរវល់ធ្វើការងារហ្នឹងឬតួយ៉ាងដូចជាយើងកំពុងសម្ដែងបធរជាដើមអកុសលអត់មានពេលកើតបាននេះព្រោះអ្នកដែលសម្ដែងនៅព្រះធម៌គឺមានសមាធិជាប់រហូតទៅជាមួយនឹងធម៌របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងត្រូវសមាធិចិត្តរួមជាមួយនឹងមនសិការៈនិងហើយនឹងសតិហ្នឹងគឺរត់តាមនៅភ្ជញ្ជនៈរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងអត្តរបស់ព្រះអង្គទៅរហូតដើម្បីសម្ដែងពយល់ដល់អ្នកស្ដាប់នៅក្នុងនឹងអកុសលអត់កើតបានទេក៏ប៉ុន្តែដូចជាយើងធ្វើការងារហ្នឹងអកុសលមិនកើតមែនប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងវត្តប្រតិបត្តិទេវាមិនមែនជារឿងប្រតិបត្តិអូអកុសលអញអត់កើតទេអញគឺខំធ្វើរហូតអាហ្នឹងមិនមែនជាវត្តប្រតិបត្តិទេតែឈប់ការងារព្រឹកមកប្រងដូចគ្នាអាហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះរឿងការប្រតិបត្តិវិញកណាយើងប្រតិបត្តិខណៈនឹងអកុសលមិនកើតឡើងបានដោយសារមានការលះបង់នេះគឺអកុសលមិនកើតបានដោយការលះបង់ហើយចំពោះធ្វើការងារអកុសលមិនកើតដោយសារវារវល់ទៅគិតរឿងធ្វើគាត់តែទៅឈប់អានោះមកប្រងមកវិញអានឹងគឺចិត្តដូចនៅក្នុងព្រះរាហុលអីក៏ចឹងដែរពេលអកុសលតកៈខ្លាំងឲ្យជូតខ្សាច់មកគោទៅជូតហ្នឹងដើម្បីគាត់រងាប់កុំឲ្យអកុសលតកៈហ្នឹងទេពោចូលរួមក្នុងន័យដែលថាត្រេកអរនោះព្រះតកថានៅក្នុងកម្មសូត្រនោះថាលោកប្រាប់ថាធ្វើពេញមួយថ្ងៃហ្មងនៅវាលះបង់ការលះបង់នៅទេលះបង់នៅការសិក្សារៀនសូត្រណាត្រេកអរនោះគឺថាធ្វើពេញមួយថ្ងៃហ្មងមិនថាដេជវោឬក៏ធ្វើធម្មក្រឬក៏ធ្វើជើងបាតអីចឹងគឺថាពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមកអានេះឈ្មោះថាត្រេកអរហើយបើថាដល់ម៉ោងធ្វើការងារដូចជាកិច្ចកម្មអីអញ្ចឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅពេលដល់ពេលរៀនយើងរៀនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមិនឈ្មោះថាត្រេកអរនៅក្នុងការងារទេព្រោះការងារហ្នឹងវាបន្តិចបន្តួចហើយការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ការធ្វើវត្តចំពោះបច្ចេកដីអីអញ្ចឹងព្រោះដោយការគ្រប់សង្កត់នៅអកុសលវិតកៈអីនៅលោកឲ្យទៅធ្វើនិវកម្មហ្នឹងក៏លមមសំគួរទេមែននិវកម្មហ្នឹងនៅឆាន់ហើយធ្វើរហូតទៅដល់ល្ងាចម៉ោង5ចាំឈប់ពីការងារអាហ្នឹងមែនយកនិវកម្មហ្នឹងយូរអញ្ចឹងទេព្រោះមិនអាចគ្រប់សង្កត់នៅអកុសលវិតកៈនឹងបានព្រោះស្ដាប់គ្រូធម្មចារ្យចំចំណិតមិញហ្នឹងដូចព្រះរេហុលថាលោកជូនខ្សាច់ហ្នឹងក្នុងន័យមិនគ្រូចង់និយាយថាម៉េចបាទរឿងរ៉ាវខ្ញុំគណនាមិនសូវចាំប៉ុន្តែថាពេលដែលអកុសលតកៈឡើងកើតឡើងគឺបានកតិកាគ្នានឹងជូនខ្សាច់អ្នកណាដែលមានអកុសលតកៈត្រូវជូនខ្សាច់យកមកគោកន្លែងហ្នឹងជាទុនកម្មជាទុនកម្មតាមដែលធ្លាប់សិក្សាមកគឺពេលព្រឹកឡើងលោកកើបខ្សាច់ណាកើបខ្សាច់មួយបាត់ថៈមួយបាត់ថៈហ្នឹងប្រែបានពីរជាក្តីកន្លែងខ្លះបាត់ថៈហ្នឹងប្រែថាមួយកំបងកន្លែងខ្លះប្រែថាមួយបានទៅកើបខ្សាច់ហ្នឹងគឺដោយបំណងថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងលោកសិក្សាប្រពុទ្ធវចនៈហ្នឹងឲ្យដូចជាក្របខ្សាច់ហ្នឹងចឹងចា៎ហ្នឹងហើយកន្តែរឿងនៅឧរុវេលាប្រទេសចេះទេបសុបោខ្សាច់នៅណាគឺលោកនាំគ្នាថាយើងអាចដឹងថាអ្នកណាគេលេះកើតអីទេ
còn tại nè tương lai từ đằng khuôn đại khuôn anh ở tại kể lệ cá ở tại nhiều là cá từng chu sạch vô màu cổ anh nè chân tứ mưa tới khi nhớ cướp tật này cướp tật ỏng anh nè chân tứ bàn chia sạch nó bị bố bẹp bình anh nè năng ấy chẳng mình ấy thấy bệnh ha này còn là cài cột bị lan mà đâu mà dễ mình ấy thế rồi ta mà sáu mạ là mô tận này to hay na đai nhom praka ro na thưa ao liang lan nong prapon pratho prasang chế mà chàng sôm prapon pratho prasang chế mà chàng ọt nơi đạo nhóm Praka Rona Y Tiang Vô Nhiệt Tây Nàng Hào Tô Sọc Hê Ta Hào Tô Nhiệt Tô Giao Tôn Kham Phải Giam Pát Ta Cho Nâm Phê Dìa Sao Ca Pát Ta Cho Nị Sao Ca Hào Tô Sa Pê Vệ Bá Nệ Nào Nào Sa Thu Sa Thu Sa Thu Thuyền Mà Giang Tiệt Pê Đặng Mọc Ní Mà hộp mà há miền khẩn chẳng khẩn nâng cầu bạc cọt tiền chỉ ti tăng sở tệ là lực bán tái đòi ọt miền sở tệ là lực bán trâm tài chung uy chung anh bà hờ dân tâu khẩn màu tiền hay mà giang tiết cả na đặng châu tâu khăn mót về trâm tài phò tà bẹ đăng thạc cắt đầu một nếch cắt đầu một nếch tà chịa anh nâng dễ đăng phò tà bẹ tái sẽ tệ mân được lực bàn tiệt luôn cho nó sẽ phê vẹn tặng ơ khăn ông ca bò đẹp hộp này chẳng tệ khi nhóm bạc chẳng xua đó là cụ thà ta bà tệ bạc giang ná khăn ông ca bò đẹp hộp này đảm bây hàm khuất cầm ôi lô phẹ cạt láng cầm ôi tô xạ cạt láng cầm ôi mô hạ cạt láng vùng quên khăn ông ca bò đẹp hộp à hà nâng chẳng nạch nâng xua bà năng hai nâng xua sẽ tệ bà than sẽ tệ bà than sẽ thấy tham buôn đôi chấm này bấy ta giang na sông lục ru chơi nè riêng bò rệp hộp à há miền cả này để bằng làm thiền được làng màu nước đời xa tha tiện tuông tới nâng cà phê về ly kề nô đại tràng về miền ca clean chẳng tới có chia bạch cháy ơi lục phe chim ran lang nơi khnông ca sầm lăng mơ rư có khlăn rư có rô ấy chia đàm nâng có vấn tái bờ dân nơi khnông phô chê nê mặt tăng dụ ta nâng ca để score phần màn có dân chơi tiệt tuồng ca ọp rôm rười rười chơi pro cả đầy nấm ơi khơi thà làm xa này không chỉ vật còn là nâng làm xa nấm cứ bàn son trần địa bị dục một nơi để cùng cha đẹp thầm miền non được là nấm giờ bị làm xa nấm cứ ca phục bật làm chả giờ thua còn là từ chỗ thôi ở dân cầm nát ban tha à ha bò đực phô có đôi chia bà chai buồn đá là môn sầm rạp ai để dân ruột ban hay nâng pra ai chùm ra đôi ta kịch ca nghe thăm mà tiền ấy ấy chăng miền bị giáo luôn anh hay dân có bậc hát cầm ai cất để bị giáo sọc luôn anh dân cất bị giáo sọc nẹ là tây ai chết nâng và cọp đầy mê ta tờ lùm tờ lê tờ tiệt là nằm vô hệ tạ sọc nâng ao nhẹ là tì chẳng thế nâng chỉ ca và khát ọp rùm rưới rưới mê ta và ca mà thán đến mình chụp bùa thì dân tân cười nhầm ra tệ bản năng thế bảo cả đấy ao tệ khơi sát miên chỉ vết rưới còn nức rồi lực tệ đó tì chết tì ngái khrup tư tưởng đọp nâng cứ nức hơi nằm vô hệ tạ sọc nâng tư ao đó sạp sạp tầng ọ nâng nâng cứ tha chia ca để vật hạt ọp rùm đòi mê ta chật nâng thầy ở chênh bị khăn ông chật thầy nâng ngày mình mênh dương sô trai tề mọt trai mê ta ấy bơ chật dương ọt miên mê ta phong
bởi đôi dương ọt miền lùi á, dương thạc nhóm xong chun lùi nữa, tăng ọt ni cơ bộp nhóm tơ tê. Chẳng ạ, rồi ọt nó ọt miền trả bỏ, ọt được thà, chẳng ạ nó. Nâng ạ, như thế này, về dùm khánh rồi người thà, dương miền mê ta chết chùm ràn làng. Nâng ạ, như thế này. Hay, nâng cứ chế vật cam bà than chẳng, nông chì vật dương nâng, ọp rùm chẳng tới bàn dương khơi khlâm xa này chì vật, đó là khơi. Khơi khâm xa nơi dì vết nâng chân tới bàn dân cách bàn thói nơi à chùm nông chùm nô chết được nông phải chạy buồn nâng bàn. Rồi xoay xoay bộ vọt đó rồi. Cái này nâng ảnh xoay bộ vọt. Cứ bàn đây thơ về bộ bật tư sất miền hết miền phò nâng ảnh bàn đây thơ bệ thơ xoay bộ vọt nâng cứ bật tư nông ca đề lê bóng nơi. Đôi thà ca đề dân khăn dân sọp dân và tu to đo sạp tương lai ấy ấy nè để bệnh phụ chênh bốt xung đánh thà sạp bên nè lô kênh nè ạ vì rối chìa miền nô nè đó cứ ọt miền ca sọp ca to ấy chìa mùi nâng sọp sạp tương ọt nông lột nâng chẳng tới hay bỏ cả đây này ca ọp rung chìa bàn tập thán cứ có đối chế bê về lia chăn bê về lia bò đẹp hộp chẳng và thà ọt miên sợ tệ hơi có mình ai thà nà nà tư phơi sợ tệ ai rai tệ bị khuôn ai đà nâng ảnh bần tá rương à há về miên chụp nói đại phục bút trọ ấn có truông lợt vô máu hay phụ ấn truông xâm tay anh khăn ông bọt tạ măng sợ sốt nâng. Đồng bây giờ sắp nâng khơi anh thà ca mân bị cha rồi nà. Chúng bố à hà nâng cứ thà chìa tốt rồi khai lên. Nâng ảnh hợp mến có chơi anh khu bom. Phần chua là khăn ông sẽ ở đây nâng đài. Nâng ảnh cứ đôi thà bờ bỏ ông đã tốt đã rồi hốt đó tớ bà ra chưa có. Mình mạ mô ông thề đòi mân bị cha rồi nà nâng. Vì bố màu bố này mệt màu đầm bây chay vò đầm bây trời o. Nâng đàn ở bát nâng ấy thế đầm bây ở rùi thọt chạ tốt. Hay màu bò phô prao prao đòi trời o. Bịa thật trời o nó cứ ọt bị chà rà nà. Vì miền bị bắt á mà đôi chìa chay vò ấy ấy bè thê rạ tê xạ ấy ấy nâng đòi. Miền bị bắt nâng à tệ thiên à chà rì nào nó cứ bàn đây thà bộ rớt gần lón nâng thiên nè. Cứ ca bị chà rà ná nâng bè chay buồn nâng. Từ chìa chè ca bị đại ná vì si đại nâng à. Nâng à. Chẳng chìa ô bà ca rạ đầm bây thà. Mình ơi dương khoái khoal ấy nâng và chạy buôn nâng ca bò rì phô kẻ đàm nâng. Và tôi là dương một khơi khlâm xa nơi chỉ vứt chắc bà lăng chân tới. Chân cứ thà ca bò rì phô nâng. Vì thôi ơi dương khoal khoai tích tới. Nè, cứ cần được thà ai đầm bây ơi ruột bàn hề. Hấy chỉ vứt để miên tùm lấy nâng. Vì nó trông được thà và phê buôn màu nông mặt ngay nâng. Còn nè. Mà tôi nè. Mà phê buồn màu không bật ngay nó về dùm khăn trong ca đại ban chùm ra ơn phơi chết chùm ra ơn thì cái đây xa ngọp chùm ra ơn chùm krom tới chùm ra ơn xa mạ thạ xa mạ thị tới hay nâng xa tập thà nâng chăng tới đó anh chăng à phê nâng về chi ô bà ca rã đo ca xa ngủ mây nở phê chăn nở phê ấy nâng cứ tha một bàn cực rô chứng anh một bàn cực rô ao về xa bài ấy tới nâng bò phục đấy cứ rong được tha cầm nó ta ở đợt bàn rùa mà đòi xa hà ngay nâng bà nâng bàn này nâng ảnh chẳng tới chị ô bà ca rá ôi miên sật tệ cạt là xong bây thà lô phía cạt xong lăng khơi anh tới rưu có thật chứng anh đà bôn ấy chẳng tới về lô phía ấy mến có sật tệ rồi lực đăng bàn nơi lô phía nâng tiền nâng ảnh phô chị thua đầy cạt là ấn có đợt bồ bờ cầm nọt bán đo ti vòng phót nó cứ à na kia mì mẹ ọ cơn là nông ca cầm nọt đắng cạo về lăng ca ra hà nâng nâng ảnh nông bọt tạ măng sổ sốt nâng xâm tay cái ca cầm chặt bóng đời ca mà chẳng tiện đòi à na kia mì mẹ nâng ảnh chẳng xung bay lô phẹ ca láng có cầm nọt đắng lô phẹ bàn chẳng về ọt bà tu to ấy nâng lô phẹ nâng thề đòi xa miên rồi tập thàn cát về trời liê sạc ca dạ tất thệ hả. Vì ở tầng lâu phẹn nó chỉ anh thế.
អញ្ចឹងវាបានចម្រើនបញ្ញាជំនួសមកវិញពិតមែនតែជាទូលោកភៈកើតជាអសលគណៈនឹងមែនប៉ុន្តែបាននាំឲ្យចម្រើនបញ្ញាមិនបន្ទុះមិនទាស់ទៅថឹងអញកើតលោកភៈទៅជាថ្នាំងថ្នាក់អអន់ចិត្តទៅទៀតវាថែមតោសៈត្រង់ដែលថាមានសេចក្តីក្តៅក្ហាយកើតឡើងនឹងប៉ុន្តែបើសតិប្រធានដឹងថាលោភៈមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាទូអត្តាអត្តាអ្នកបរិភោគអត់មានអត្តាអ្នកលោភៈនឹងអត់មានអានឹងលោភៈកើតជាអសលមែនប៉ុន្តែបានចម្រើនទៅដោយសតិបញ្ញាដូចជាលោភៈនឹងជួយរំលឹកជួយដាស់តឿនអញ្ចឹងថាអកុសលកើតឡើងហើយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យវាមានបច្ច័យដូចជាការសិក្សាពធัวនេះនឹងសតវានេះថេរសញ្ញានេះការដែលចាំបានហ្នឹងវាជាបទដ្ឋាននៃសតិនឹងជាមួយគ្នានឹងលោភៈដែលកើតហ្នឹងគឺដឹងថាវាមានសភាពជាលោភៈអញ្ចឹងតែឲ្យតែដឹងថាលោភៈមិនមែនយើងអាហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាអីតទៅទៀតទេនៅក្នុងនឹងហើយបច្ច័យដែលនាំឲ្យមានការសង្រួមហ្នឹងវាតេតងនឹងប្រកដីដែលយើងបានដឹងពីតម្លៃនៃជីវិតកាន់តែប្រកាសច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងទៅដូច្នេះគឺថាវាត្រូវតែសង្រួមត្រូវតែការលះបង់ទៅក្នុងបច្ច័យ4ហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃទៅមិនឲ្យកិច្ចការងាររវល់ទៅសំខាន់អីទៅក្នុងបច្ច័យ4ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយព្រោះយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគុណធម៌ដែលចម្រើនឡើងអាហ្នឹងគឺជាច្បាស់នៅតម្លៃនៃជីវិតគឺខ្លឹមសារគឺការប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសេចក្តីត្រេកអរស្អីស្អីដែលត្រេកអរនឹងការងារត្រេកអរនឹងការនិយាយទេឆានកថាត្រេកអរនឹងបព្វពួកគណៈត្រេកអរនឹងការនិន្ទាអីអីនិន្ទាណាមិននិន្ទាទេហ្នឹងឯងខុសគ្នាណានិន្ទាហើយនឹងនិតទេណានិតទេគឺសឹងសម្រាប់សម្រាប់ហ្នឹងឯងនិតទេសៃលៃនោះសភាសៃលៃក៏ណាហ្នឹងឯងដូចជាចក្តីប៉ុណ្្នឹងណាបងដើមទៀនគឺថាបញ្ហាសរុបមកគឺយើងមិនអាចថាកុំឲ្យកើតលោភៈបានទេប៉ុន្តែវាជាចំណែកមួយជាប្រកដីកាលណាបើយើងឃើញតម្លៃនៃគុណធម៌អញ្ចឹងវាត្រូវលះបង់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយទៅក្នុងរឿងខាងក្រៅអញ្ចឹងវាជាបច្ច័យមួយនាំឲ្យមានការសង្រួមក្នុងការបរិភោគហ្នឹងក៏ជាជំនួយឲ្យមានសតិចម្រើនឡើងសតិ4សតិប្រធាន4ចំណែក3អើហ្នឹងឯងនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមួយគឺជាអារម្មណ៍កាយវេទនាចិត្តធម៌ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដូចរូបកាយអីហ្នឹងវាអត់មែនជាទូសតិទេប៉ុន្តែជាអារម្មណ៍របស់សតិអញ្ចឹងហៅថាសតិប្រធានហ្នឹងឯងដូចជាអាកាសយានដ្ឋានហ្នឹងឯងអាហ្នឹងមិនមែនហៅយន្តហោះទេគឺហៅទៅលើពលានណាលានទីចតហ្នឹងឯងអាកាសយានដ្ឋានណាមានពាក្យឋានហ្នឹងយ៉ាងណាមិញមិនមែនទូសតិទេកាយវេទនាចិត្តធัวនេះมันយកត្រង់សតិឯងគឺយកត្រង់ទីតាំងរបស់សតិដូចចំណត់របស់សតិយ៉ាងណាចំណត់រថយន្តអារម្មណ៍របស់សតិបាទអាហ្នឹងឯងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំប្រហែលជាចង់ពន្យល់អារម្មណ៍របស់សតិហ្នឹងមិនបានជាមានឈ្មោះថាសតិប្រធានអញ្ចឹងណាមកអំពីអារម្មណ៍របស់សតិហ្នឹងជាទីតាំងនៃសតិឃើញណាវាដូចជាចំណត់យុទ្ធរថយន្តឬក៏ពលានយន្តហោះអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងព្រោះកាយជាទីតាំងនៃសតិរលឹកហ្នឹងបានទៅជាសតិប្រធានហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមានសតិកើតឡើងក៏ណាបើអត់មានសតិកើតឡើងទេវាទៅជាទិដ្ឋិទៅវិញអាហ្នឹងទៅជាទិដ្ឋិឋានណាអាជាទីតាំងនៃទិដ្ឋិអឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងឈ្មោះថាទិដ្ឋិឋានណាជាទីតាំងនៃទិដ្ឋិចាប់ប្រកាន់ជាអត្តាទូខ្លួនអានឹងមិនមែនសតិប្រធានទេទៅជាទិដ្ឋិឋានទៅវិញគណៈទីតាំងរបស់ទិដ្ឋិហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺបច្ច័យរបស់មិឆាទិដ្ឋិដែលមានច្រើនដែលរាប់ទៅដល់ទៅ8ហ្នឹងមានទិដ្ឋិឋានណាហ្នឹងដោយមានបញ្ចខណ្ឌមួយផងដែរក្រៅពីហ្នឹងដូចបរតោខោសៈអីឬក៏អយោនិសោមអ្នកចការៈបាបមិត្តអីអីជាដើមហ្នឹងចឹងទៅគណៈហើយដល់ទៅទួសតិនេះឈ្មោះថាសតិប្រធានគណៈមកអំពីសតិហ្នឹងណែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយវេទនាចិត្តធម៌ហៅថាកាយានុបស្សនាតែប្រធានវេទនានុបស្សនាតែប្រធានអានឹងជាទូសតិដល់ទៅសតិមួយទៀតសតិរបស់ព្រះសាស្តា
ក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ទូមានភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងទោះជាភិក្ខុនឹងស្ដាប់ក៏ដោយមិនស្ដាប់ក៏ដោយគឺព្រះអង្គមានសតិរបស់ព្រះអង្គជាព្រះសាស្តាមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយអវិជ្ជានឹងតោមនោបទុះតោះអីទៅជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនប្រតិបត្តិតាមអីអីហ្នឹងទេហ្នឹង3យ៉ាង